Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 165. Thái cổ Long Ngạc khinh thường nói. Một loài người kiến hôi, bản tôn giết hắn lại đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Vương Nhị Nha lắc đầu, sau đó đưa búa cho Tiểu Ngưu. Chúng ta đi thôi, tên to lớn này là một kẻ ngu ngốc, không có cách nào giao lưu. Tiểu Ngưu liếc nhìn Thái cổ Long Ngạc, sau đó gật một cái, biểu thị tán thành lời Nhị Nha nói. Bên trong Hồng Mông Tháp, linh khí đã tốt hơn trước rất nhiều. Khoan đã. Đúng lúc này, Thái cổ Long Ngạc đột nhiên nói, vừa rồi chính là linh tổ sao. Tiểu Ngưu liếc nhìn Nhị Nha liếm mứt quả, Nhị Nha không quay đầu lại, nó tất nhiên cũng sẽ không quay đầu, hai đứa lập tức cứ thế rời đi. Khô Ngô để ý tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Thái cổ Long Ngạc lập tức lại hiện ra khí thế tàn ác, một áp lực mạnh mẽ từ trong thân thể nó phát ra. Mà vào lúc này, Vương Nhị Nha dừng bước, nàng ngậm mứt quả vào trong miệng, tay phải giơ ra cầm lấy búa khai thiên hồng hoang trong tay Tiểu Ngưu, sau đó xoay người ném về phía Thái cổ Long Ngạc. Suy, búa khai thiên hồng hoang phá không rời đi. Thái cổ Long Ngạc biến sắc, cái đuôi dài kia trực tiếp quét về búa của Vương Nhị Nha. Vừa mới tiếp xúc, Thái cổ Long Ngạc trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, rất nhiều mảnh vảy trên đuôi của con rồng kia rạn nứt, không chỉ có vậy. Búa khai thiên hồng hoang còn cắm vào ba phần trên thịt đuôi của nó. Thái cổ Long Ngạc kinh hãi nhìn Vương Nhị Nha. Ngươi! Vương Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Trả búa lại cho ta. Nghe vậy, Thái cổ Long Ngạc giận tím mặt, sát ý trong mắt càng lớn hơn. Mà vào lúc này, Vương Nhị Nha liếm mứt quả một cái, sau đó nói. Ngươi chỉ là một tiểu yêu lai tạo đê tiện lại muốn lớn lối như vậy sao? Làm càn! Thái cổ Long Ngạc đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong phút chốc, nó tung người nhảy lên, trực tiếp xông về phía Vương Nhị Nha. Thái cổ Long Ngạc biến sắc, cái đuôi dài kia trực tiếp quét về búa của Vương Nhị Nha. Vừa mới tiếp xúc, Thái cổ Long Ngạc trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, rất nhiều mảnh vảy trên đuôi của con rồng kia rạn nứt, không chỉ có vậy, búa khai thiên hồng hoang còn cắm vào ba phần trên thịt đuôi của nó. Thái cổ Long Ngạc kinh hãi nhìn Vương Nhị Nha. Ngươi! Vương Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Trả búa lại cho ta. Nghe vậy, Thái cổ Long Ngạc giận tím mặt, sát ý trong mắt càng lớn hơn. Mà vào lúc này, Vương Nhị Nha liếm mứt quả một cái, sau đó nói. Ngươi chỉ là một tiểu yêu lai tạo đê tiện lại muốn lớn lối như vậy sao? Làm càn! Thái cổ Long Ngạc đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong phút chốc, nó tung người nhảy lên, trực tiếp xông về phía Vương Nhị Nha. Thật giống như một ngọn núi lớn trọ trời ép qua. Tiểu Ngưu biến sắc, nắm đấm nắm chặt lại và muốn ra tay. Mà lúc này, Vương Nhị Nha lại kéo nó về phía sau, Vương Nhị Nha nhìn Thái cổ Long Ngạc xông tới, đột nhiên khóe miệng nàng cong lên một nụ cười quỷ dị, sau đó đầu lưỡi liếm môi một cái, trong phút chốc, nàng đột nhiên há miệng ra. Thời gian dừng lại. Ở trong mắt Tiểu Ngưu, hình thể của Thái cổ Long Ngạc càng lúc càng nhỏ, Thái cổ Long Ngạc càng tới gần Nhị Nha. Hình thể lại càng nhỏ. Trong mắt Thái cổ Long Ngạc đầy tuyệt vọng. Ngoại trừ tuyệt vọng, còn có khủng hoảng. Đây là áp chế huyết mạch. Thật ra, tu luyện tới loại cảnh giới như nó, ngoại trừ máu của tổ tiên ra, cho dù là huyết mạch Thái cổ chân long cũng không có khả năng trấn áp được huyết mạch của nó, tối đa chỉ là trấn áp cùng đè ép, nhưng lúc này, huyết mạch của nó hoàn toàn bị trấn áp. Thần thông cùng lực lượng của yêu thú thật ra đều xuất phát từ huyết mạch, mà giờ phút này huyết mạch của nó bị trấn áp lại tương đương với không có bất kỳ năng lực gì. Hình thể của Thái cổ Long Ngạc càng lúc càng nhỏ, khi nó đi tới trước mặt Nhị Nha đã chỉ còn lại kích thước bằng mứt quả. Nhị Nha nhẹ nhàng hút một cái, Thái cổ Long Ngạc trực tiếp bị nàng hút vào trong miệng. Nhị Nha lập tức ợ hơi một cái, bụng của nàng hơi lớn lên, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Nhị Nha vỗ nhẹ vào bụng, rất nhanh, một cái búa nho nhỏ bị nàng phun từ trong miệng ra. Búa khai thiên hồng hoang. Tiểu Ngưu đã hoàn toàn ngây người. Ăn rồi. Thái cổ Long Ngạc lại bị Nhị Nha ăn như vậy. Tiểu Ngưu có chút hoảng hốt. Lúc này, Nhị Nha đưa búa khai thiên hồng hoang cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhận lấy búa khai thiên mà tay có chút run rẩy. Nhị Nha vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Ngưu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhảy một cái đã biến mất. Tiểu Ngưu lau mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng đi theo. Qua một canh giờ sau,
nhóm người Dương Diệp đã rời khỏi vùng đầm lầy. Mà trong tay Dương Diệp có thêm một hạt châu màu trắng thuần khiết. Đây là nội đan của Thái Cổ Long Ngạc, Nhị Nha cho hắn và nói cho hắn biết tác dụng của nó. Thái Cổ Long Ngạc chết rồi. Dương Diệp không hỏi nó chết thế nào, bởi vì vừa hỏi, Nhị Nha liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mà Tiểu Ngưu lại cúi đầu, bộ dạng cầu xin ngươi đừng hỏi ta. Dương Diệp ngược lại cũng không hỏi nhiều, hắn rất muốn có thêm kẻ giúp đỡ, nhưng khí thế của Thái Cổ Long Ngạc quá tàn ác. Hắn không thích loại này, cũng không thích bên cạnh Tiểu Bạch có đại yêu khí thế tàn ác như vậy. Thật ra, Thái Cổ Long Ngạc vốn có thể không chết, Dương Diệp cũng không muốn giết hắn. Đáng tiếc, nó không nên thể hiện, khiêu khích Nhị Nha. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng bên cạnh Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp cũng hồi thần và nhìn về phía xa, trong phút chốc, sắc mặt hắn đại biến. Sau đó hắn cùng Nam Ly Mộng không hẹn mà cùng liên tục lùi lại phía sau. Cách Dương Diệp và Nam Ly Mộng không xa, nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Là một người đàn ông, ước chừng 30 mấy tuổi, người mặc trường bào màu trắng, trước ngực cắm một cây trường thương xỏ xuyên qua cả người nam tử. Mà ở bên cạnh thi thể này, nổi lơ lửng một linh hồn. Đúng là linh hồn của nam tử kia. Thân thể và linh hồn chia lìa. Giờ phút này, linh hồn kia đang nhìn Dương Diệp và Nam Ly Mộng, trong mắt theo vẻ kinh ngạc, nhưng hơn nữa là hờ hững. Mang! Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Về phần Tiểu Bạch, Nhị Nha còn có Tiểu Ngưu, đã bị Dương Diệp gọi vào Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy lão nhân kia không? Lúc này, linh hồn nam tử đột nhiên mở miệng. Lão nhân? Dương Diệp hỏi. Nam tử nói. Chính là ông lão lưng đeo giỏ trúc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Gặp được. Ta cũng gặp được. Nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Thật xảo. Nam tử khẽ lắc đầu. Rời đi đi, nơi đây không phải là các ngươi nên tới. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói, rất nguy hiểm sao? Nam tử nhẹ gật đầu. Với ngươi mà nói, rất nguy hiểm. Dương Diệp. Lúc này, nam tử đột nhiên nói. Thế giới bên ngoài như thế nào? Dương Diệp nói. Tiền bối là chỉ phương diện nào? Nam tử nói. Vĩnh hằng vũ trụ. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nói. Không biết, hiện tại người bình thường không qua được. Hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nam tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Phiến chiến trường này, rất lớn, cực kỳ lớn, chết rất nhiều người, không chỉ người, còn có sinh linh khác. Rất nhiều tồn tại chết mà không tan, ví dụ như ta, còn có một chút là bởi vì oán không tiêu tan, trừ lần đó ra, còn có vài người may mắn sống sót, những thứ này lúc trước có lẽ rất yếu, nhưng bây giờ, cơ bản đều không yếu. Vì cái gì không đi ra? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Ra ngoài. Nam tử lắc đầu. Thế giới bên ngoài, nào có an toàn như nơi đây? Vừa nói, hắn chỉ phía sau mình. Bên kia, có một khu rừng rậm, đã từng có một cự đầu vẫn lạc ở nơi đó, các ngươi có thể đi chỗ đó thử thời vận, mà sau rừng rậm thì chớ đi. Thực lực của ngươi, còn chưa đủ để cho ngươi đi bên kia. Nói xong, hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Các hạ có thể lộ ra một chút chuyện của thời đại Thái Cổ không? Ví dụ như lần đại chiến kia. Nam tử nhìn về phía Nam Ly Mộng. Không có ý nghĩa gì, không phải sao? Nam Ly Mộng cười nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Nam tử trầm mặc một lát, sau đó nói. Tu hành, bất kể là người hay yêu, hoặc cái gì khác, đều muốn tu hành, mà tu hành, cái gì trọng yếu nhất? Tài nguyên trọng yếu nhất. Người nha, sống càng lâu, nhìn sự tình càng nhạt, dần già ở trong thế giới của bọn họ, trừ mình ra vẫn là mình. Cho nên vì càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, người không tranh, thì phải chết. Cho nên ở trong thế giới tàn khốc này, không có thiện ác, chỉ có mạnh yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Trận đại chiến kia, làm cho một thời đại vẫn lạc. Bí mật trong đó, các ngươi biết rồi, không có bất kỳ chỗ tốt. Nam Ly Mộng còn muốn hỏi cái gì, nhưng Dương Diệp nhìn nàng lắc đầu, hắn nhìn về phía nam tử, do dự một chút, sau đó nói. Thân thể tiền bối ở nơi này, linh hồn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, vì sao không vào trong thân thể.
Nam tử chỉ cây thương trên nhục thể của mình. Lúc trước thương này tiến vào thân thể ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, linh hồn thoát ly thân thể, sợ là ta đã sớm vẫn lạc. Sở dĩ linh hồn không vào thân thể, là vì thương này trấn áp thân thể ta. Rút ra là được, Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp có chút hối hận, những lời này nói có chút ngu xuẩn. Nếu như có thể rút ra, người ta đã sớm rút. Nam tử nở nụ cười. Ta ở chỗ này vài vạn năm, chỉ có hai người có thể rút thương này ra, cái thứ nhất là một kiếm tu trước đây không lâu đi vào, hắn nhìn ta một cái, sau đó qua khu rừng rậm kia, người thứ hai, là lão giả đeo giỏ trúc, hắn nguyện ý giúp ta rút thương, bất quá điều kiện của hắn ta không thể tiếp nhận, cho nên cự tuyệt. Kiếm tu. Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mặc trường bào màu trắng. Nam tử nhẹ gật đầu. Ngươi biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem như nhận thức. Nam tử nói khẽ. Người này rất mạnh. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong ngực Dương Diệp chui ra. Khi thấy Tiểu Bạch, nam tử kia ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, đối phương liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của Tiểu Bạch. Lúc này ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên trường thương. Thương này có chút kỳ lạ, toàn thân đen kịt, nhưng lại hết sức bóng loáng, uyển như chiếc gương. Trừ lần đó ra, mũi thương rất dài, so với thương bình thường dài chừng gấp 2. Nhìn thấy trường thương này, con người của Tiểu Bạch phát sáng lên, nàng chạy tới, Tiểu Trảo ôm lấy trường thương, sau đó ở trong ánh mắt của ba người, trường thương bị nàng rút ra. Bất quá trường thương rất dài, móng vuốt của nàng lại có chút ngắn, nàng ôm rất không tự nhiên, vì vậy Tiểu Trảo vỗ trường thương nhẹ nhẹ. Thương kia hiển nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, trong nháy mắt nhỏ đi, vừa vặn đủ Tiểu Bạch nắm. Dương Diệp. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, thần sắc có chút cổ quái. Mà một bên, hai tay nam tử kia có chút run run, bất quá sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Tiểu Bạch ôm trường thương đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó đưa trường thương cho Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường thương, duỗi tay nắm nó, nhưng hắn kinh hãi phát hiện. Hắn căn bản cầm không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trực tiếp cầm không được. Trong lòng Dương Diệp có chút khiếp sợ, lực lượng bây giờ của hắn sao mà mạnh mẽ. Nhưng cầm không được thương này. Lúc này, nam tử kia đột nhiên nói. Này rất bình thường, cho dù là ta, cũng không cách nào dung chuyển. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử giải thích nói. Thương này có linh. Chỉ có người nó tán thành mới có thể động được nó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, linh tổ, coi như là thương này, cũng phải nể mặt nàng, cho Tiểu Bạch mặt mũi. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tựa như nói dẫn hỏi. Tiền bối, mặt mũi của nàng lớn đến bao nhiêu? Mặt mũi của Tiểu Bạch nhiều đến bao nhiêu? Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Rất lớn. Ở thời kỳ nào, mặt mũi của linh tổ đều rất lớn. Dương Diệp cười cười, cũng không hỏi nữa, hắn vuốt vuốt Tiểu Bạch, sau đó nói. Hiện tại linh hồn của tiền bối hẳn có thể dung hợp thân thể a. Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Dương Diệp cười nói. Dương Diệp. Nam tử nói. Tên ta Nam Vũ, Vạn Tiên Tông tông chủ, đương nhiên, hiện tại Vạn Tiên Tông đã không còn tồn tại. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó lại nói. Hôm nay ân cứu giúp, ta khắc trong tâm khảm. Dương Diệp cười nói. Tiện tay mà thôi, ừ, bây giờ tiền bối có thể đi ra không? Nam tử lắc đầu. Ta cần chữa trị thân thể, sau khi thân thể hoàn hảo, sẽ tiến hành thần hồn dung hợp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Nam tử nói. Nhớ kỹ. Chớ qua khu rừng rậm kia, bên kia rừng rậm chính là cấm địa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Vừa nói, hắn ôm Tiểu Bạch đi xa, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó cũng đi theo. Tại chỗ, Nam Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng bóng lưng của Nam Ly Mộng, sau đó thu hồi ánh mắt. Không nên mới phải. Trong mắt của hắn mang theo chút do dự. Qua hồi lâu, hắn thu hồi suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía nhục thể của mình. Hy vọng còn có thể dùng. Bên kia, cái trán Dương Diệp chảy ra mồ hôi lạnh. Thần sắc của Nam Ly Mộng cũng ngưng trọng, hai người ngừng lại. Nam Ly Mộng trầm giọng nói.
người này ít nhất cường giả tam giới, thậm chí đã đạt tới tứ giới, thời kỳ đỉnh phong khả năng càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi hắn muốn giết chúng ta. Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu. Là muốn giết ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Bởi vì Tiểu Bạch mới buông tha sao? Nam Ly Mộng lắc đầu. Ta cũng không dám xác định, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đã thay đổi phương thức, cái kia chính là muốn giao hảo với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chỗ này còn nguy hiểm hơn thế giới bên ngoài. Sợ. Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Hắn bảo chúng ta vào rừng rậm, ngươi cảm thấy là ý tốt sao? Nam Ly Mộng gật đầu. Nếu như hắn lựa chọn giao hảo, vậy thì sẽ không hại ngươi, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, coi như là một linh hồn, cũng đủ để giết ngươi rồi. Ngươi thì sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Hắn không giết được ngươi sao? Nam Ly Mộng cười quỷ dị. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp lắc đầu. Không nói nữa, đi thôi, đi xem khu rừng rậm kia. Vừa nói, hắn bước nhanh đi xa. Sau lưng Dương Diệp, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó xoay người bước nhanh theo Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới khu rừng rậm rất lớn, mỗi một gốc cây đều cao khoảng mấy chục trượng, còn cao hơn một ngọn núi nhỏ. Tiến vào trong rừng, một loại cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra. Bốn phía, cổ mộc che trời. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Với Dương Diệp mà nói, có chút nguy hiểm, nhưng vẫn đáng giá đi mạo hiểm. Từ xưa đến nay, kỳ ngộ nào là từ trên trời rớt xuống? Kỳ ngộ không sẽ chủ động tới tìm ngươi. Đương nhiên ngoại trừ Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này, kỳ ngộ khả năng thật sự chủ động tới tìm nàng. Dựa theo Nam Vũ nói, trong rừng rậm này vẫn lạc qua một vị cự đầu thái cổ, đến tột cùng là cự đầu gì? Dương Diệp không khỏi có chút tò mò. Ngay lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên dừng bước, rất nhanh, ở trong mắt Dương Diệp, Nam Ly Mộng lấy ra một chiếc lá, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Nữ nhân, ngươi! Còn chưa nói xong, Nam Ly Mộng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Diệp như cảm nhận được cái gì, toàn thân rợn cả tóc gáy. Dương Diệp chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc đồ tang màu trắng, ở trong đôi tay nàng bưng một tấm linh bài. Trên linh bài chỉ có hai chữ, tiên phu. Nữ tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dương Diệp, rất bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp tê cả da đầu. Bất quá Dương Diệp rất tỉnh táo, mưa to gió lớn hắn đã thấy rất nhiều, tuy cảm giác rất nguy hiểm, nhưng còn không đến mức để cho hắn rối bời. Ổn định tâm thần, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tiếp tục đi đến. Trong tay hắn là kiếm tổ. Màu đỏ như máu, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn rất gần, không đến nửa trượng. Giờ phút này, hắn nhìn rõ ràng hơn. Nữ tử cũng thuộc về mỹ nữ, bất quá sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên người tản ra khí tức âm lãnh, thông tục mà nói chính là, đây không phải người bình thường. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối có gì phân phó? Nữ tử đi tới một bước. Nàng nhìn Dương Diệp. Thay ta đi bên ngoài rừng rậm lấy một đồ vật, được không? Bên ngoài rừng rậm. Dương Diệp chỉ phương hướng mình vừa mới đến. Bên kia. Nữ tử lắc đầu, nàng chỉ phương hướng ngược lại của Dương Diệp. Bên kia. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc. Bên kia, chính là Nam Vũ giao phó, bảo hắn ngàn vạn lần chớ đi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ không có nguy hiểm sao? Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém xuống. Kiếm vực. Tam kiếm kiếm vực. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn bây giờ cực hạn là tam kiếm kiếm vực, mà uy lực của tam kiếm kiếm vực, hơi yếu hơn cường giả nhị giới, nhưng mạnh mẽ hơn cường giả nhất giới. Còn tứ kiếm kiếm vực, uy lực tương đương nhị giới. Bất quá giờ phút này hắn không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, là không dám tùy tiện thi triển tứ kiếm kiếm vực. Uy lực của tam kiếm kiếm vực đã đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng kiếm cách đỉnh đầu nữ tử còn nửa tấc đã ngừng lại. Một lọn tóc quấn lấy kiếm của Dương Diệp. Đúng là mái tóc của cô gái kia. Bị lọn tóc này cuốn lấy, kiếm của Dương Diệp tựa như bị đọng lại, không cách nào di động. Nữ tử không nói gì,
cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thực lực của tiền bối thật mạnh, vừa rồi vãn bối vừa thấy tiền bối, liền giật nảy mình, vãn bối bất tài, liền chủ động lãnh giáo tiền bối một chút, ai, vãn bối vẫn còn quá yếu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Đi, hoặc là không đi. Dương Diệp khổ sở nói. Tiền bối, thực lực của ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng không dám đi qua, ngươi nói ta qua không phải chịu chết sao? Nữ tử lắc đầu. Ngươi có thể đi tới nơi này, chứng minh ngươi có chỗ bất phàm. Có lẽ sẽ không chết. Dương Diệp nói. Vạn nhất chết thì sao? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Vậy cũng có thể chết muộn một chút, bằng không thì chết ngay bây giờ, ngươi lựa chọn đi. Dương Diệp. Tóc nữ tử buông lỏng kiếm của Dương Diệp ra, nhưng ánh mắt nàng vẫn đang ngó chừng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nếu như liều mạng, có bao nhiêu phần thắng giết nữ nhân này? Đáp án dĩ nhiên là không có bất kỳ phần thắng. Có thể dễ dàng tiếp được tam kiếm kiếm vực, đối phương ít nhất là nhị giới, hoặc là cường giả tam giới. Có chỗ tốt. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng. Chỗ tốt. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử lạnh nhạt nói. Nếu ngươi có thể thay ta xử lý việc này, ta cho ngươi một tạo hóa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Tiền bối, vừa rồi theo ta tới, còn có một nữ nhân, thực lực của nàng cao hơn ta rất nhiều, vì sao ngươi không tìm nàng? Nghĩa khí. Hắn mới sẽ không cùng Nam Ly Mộng giảng nghĩa khí gì, nữ nhân này vừa gặp nguy hiểm liền ẩn núp, đối phương bán hắn rất triệt để a. Nữ tử nhìn thoáng qua sau lưng Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi yếu, dễ khi dễ. Dương Diệp. Ha ha. Ngay lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ sau lưng Dương Diệp truyền đến, không cần phải nói, đúng là của Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng cười với Dương Diệp một tiếng. Có giận không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Có cái gì phải giận, vị tiền bối này nói rất có lý, ai kêu ta yếu chứ? Nam Ly Mộng cười nói. Tâm tính rất tốt. Vừa nói, nàng nhìn về phía nữ tử trước mặt Dương Diệp. Các hạ muốn hắn qua bên kia làm cái gì? Trước tiên có thể nói nghe một chút. Nữ tử nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Dám xuất hiện ở trước mặt ta, người rất tự tin. Nam Ly Mộng cười ha ha một tiếng, nàng chỉ vào Dương Diệp. Các hạ, ta có thể nói với ngươi, hắn có một muội muội vô cùng lợi hại, không đúng, là tỷ tỷ kia nha, mặc dù bây giờ không ở đây, nhưng nếu hắn chết ở trên tay ngươi, nàng nhất định sẽ báo thù cho hắn, đến lúc đó, phiền toái của các hạ sẽ lớn lắm. Nữ tử đi tới trước mặt Nam Ly Mộng, nàng nhìn Nam Ly Mộng. Uy hiếp ta sao? Nam Ly Mộng cười nói. Lời mới rồi chỉ là nói đùa, bất quá chúng ta có cần thử qua vài chiêu không? Trước mặt Nam Ly Mộng, tóc của nữ tử đột nhiên bay lên, mà bàn tay như ngọc của Nam Ly Mộng thì chậm rãi nắm chắc. Trong chốc lát, ở trên rừng rậm mây đen rậm rạp, vô số lôi điện tụ tập, chung quanh cũng đột nhiên xuất hiện lôi điện. Hai mắt nữ tử híp lại. Thuật pháp, không nghĩ tới bây giờ bên ngoài còn có người nắm giữ loại thuật pháp này. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng, không mây trôi nước chảy giống như lúc trước. Nam Ly Mộng cười nói. Ý tứ của ta là, chúng ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt này phải thật tốt mới được. Nữ tử nhìn Nam Ly Mộng hồi lâu, sau đó nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía cuối rừng rậm. Bên kia là hoang nguyên, trong cánh đồng hoang vu chôn một vị thái cổ đại đế của nhân tộc, mà phu quân ta, năm đó là hộ vệ của vị thái cổ đại đế này. Hắn cũng bị chết ở bên kia, ta muốn thi thể của hắn. Nếu các ngươi có thể thay ta mang thi thể hắn về. Nói đến đây, tay phải nàng mở ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một quả ấn màu. Đen. Lúc này, Tiểu Bạch muốn đi ra, bất quá bị Dương Diệp ngăn lại. Hiện tại hắn bị người để ý, tốt nhất là đừng bại lộ Tiểu Bạch. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn chân trời, kỳ thật là nhìn hắc ấn trong tay. Nữ nhân kia. Ở bên cạnh Tiểu Bạch là Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu yên lặng đứng ở sau lưng Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó đưa cho Tiểu Bạch. Vật kia không tệ, bảo Dương ca giành lấy. Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá lúc này Nhị Nha lại nói, nữ nhân kia rất mạnh. Sợ là Dương ca đánh không lại. Những lời này Tiểu Bạch không có nghe lọt.
Bên ngoài, Dương Diệp nhìn Hắc Ấn, hỏi. Đây là... Nữ nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chấn giới ấn, có thể chấn cảnh giới một người. Chấn cảnh giới. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Có ý tứ gì? Ý của nàng chính là thứ này có thể trấn áp cảnh giới một người. Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Nếu như người cùng người đối địch, nếu người này là cường giả nhị giới, người dùng thứ này có thể trấn áp cảnh giới đối phương thành nhất giới, hiểu chưa? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nóng như lửa. Trấn áp cảnh giới. Nếu như hắn đạt được đồ chơi này, sau này gặp được cường giả nhị giới cũng không cần phải sợ. Coi như gặp được cường giả tam giới. Hắn cũng có thể kéo đối phương đến nhị giới, đơn giản mà nói, chính là giảm thực lực của đối phương xuống. Thứ tốt, ánh mắt Dương Diệp càng nóng như lửa, mà lúc này, nữ tử kia lại thu trấn giới ấn vào. Dương Diệp, bên kia có nguy hiểm gì? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Đại đế nói như thế này. Có ý tứ gì? Nam Ly Mộng nhíu mày. Cô gái nói. Trước khi vị thái cổ đại đế kia vẫn lạc, từng nói không muốn bị quấy rầy, chính là câu nói kia, làm cho cánh đồng hoang vu xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, bất kỳ sinh linh gì cũng không thể tiến vào. Dương Diệp kinh ngạc nói. Một câu, liền lợi hại như vậy. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vượt qua tưởng tượng của người yếu như ngươi. Mặt Dương Diệp đen lại, nữ nhân này có thể không đả kích người hay không? Ngay cả ngươi cũng không cách nào tới gần. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Nữ tử khẽ gật đầu. Không thể. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể? Lúc này Nam Ly Mộng lại hỏi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Có lẽ mèo mù vớ cá rán à? Nam Ly Mộng. Khóe miệng Dương Diệp rút gân, nếu như không phải đánh không lại, hắn thật muốn đè nữ nhân này xuống đất dùng sức đánh nàng. Lúc này, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Thật muốn đi. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi có lựa chọn sao? Nam Ly Mộng chừng Dương Diệp, sau đó kéo Dương Diệp đi xa. Tại chỗ, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp và Nam Ly Mộng, sau đó cúi đầu nhìn về phía linh bài trong tay. Phu quân, thiếp thân không còn bao nhiêu thời gian rồi. Xa xa, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Ngươi tới thái cổ chiến trường này mục đích chân chính là gì? Nam Ly Mộng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đại đế, biết rõ cái gì là thái cổ đại đế không? Đây chính là cường giả chân chính, chẳng lẽ ngươi không muốn mở mang kiến thức sao? Nói xong, nàng không để ý Dương Diệp, bước nhanh hơn. Dương Diệp phát hiện, trong mắt nữ nhân này có vẻ hưng phấn, còn có một chút điên cuồng. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Mà sau khi Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi không lâu, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đột nhiên đi tới khu rừng rậm này, đối phương từ cánh đồng hoang vu quay về, bất quá lại không gặp được Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Kiếm tu gặp nữ tử nâng linh bài, nữ tử cũng đang nhìn kiếm tu. Vừa rồi cũng có một kiếm tu tới. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Kiếm tu khẽ gật đầu. Ta cảm nhận được khí tức của hắn rồi. Hắn so với người yếu hơn rất nhiều. Cô gái nói. Kiếm tu lắc đầu. Ngươi sai rồi. Như thế nào? Nữ tử hỏi, có chút không phục. Kiếm tu quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi, sau đó nói. Hắn ràng buộc càng nhiều, thì sẽ càng mạnh mẽ. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử. Sau khi ta chặt đứt ràng buộc cuối cùng, một đường đi tới, chưa bại một lần, nhưng ta ở trong tay hắn lại bại qua một lần. Không có khả năng. Thanh âm cô gái lớn lên. Ta tiện tay có thể giết hắn, nhưng ta không tiếp được một kiếm của ngươi. Kiếm tu lắc đầu. Ngươi quá yếu, ngươi không hiểu. Nói xong, hắn đi ra ngoài rừng rậm, bất quá đi vài bước, hắn dừng lại, sau đó quay đầu. Xin hỏi, nơi đây ở đâu nguy hiểm nhất? Ở đâu nguy hiểm nhất? Nữ tử nhìn kiếm tu kia hồi lâu, sau đó chỉ bên trái. Bên kia ngoài mấy trăm ngàn dặm. Năm đó chính là trung tâm trận đại chiến kia. Kiếm tu khẽ gật đầu, sau đó đi tới bên kia. Hắn có chỗ nào bất phàm? Lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi. Thiên tài, yêu nghiệt. Nàng đã gặp rất nhiều, thiên phú thực lực của Dương Diệp xác thực đều rất không tồi, nhưng chút thiên phú thực lực ấy,
thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Phải biến, thời đại kia của nàng, thiên tài yêu nghiệt khắp nơi đều có. Kiếm tu không có dừng bước lại. Cường giả, ở trong lòng ta, không kỳ dùng thực lực để cân nhắc. Một người nông phu, vì bảo hộ thê nhi sau lưng, có thể đối mặt một vị đại yêu mạnh hơn hắn gấp trăm lần mà không lùi là kỳ. Ở trong lòng ta, này chính là cường giả. Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng lại. Ta ở thế giới kia, gặp được một người, người nọ vì thân nhân mình, không tiếc dây dưa với ta vô số thế giới. Kỳ thật hắn có thể đi xa hơn, chỉ cần hắn nguyện ý. Nhưng hắn không đi. Vì sao? Nữ tử hỏi. Kiếm tu nói khẽ. Bởi vì một chữ tình, cổ hủ, ngu xuẩn, không, đây là chân tình, là chân nam tử. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử. Ngươi cũng thế. Nói xong, hắn không nói gì, quay người biến mất ở xa. Tại chỗ, nữ tử ôm linh bài im lặng không nói. Vị kiếm tu trước mắt này, lúc trước đi vào rừng rậm, nàng cũng xuất thủ qua, nhưng đáng tiếc, nàng bị một chiêu đánh bại. Cường giả. Ở trong lòng nàng, vị kiếm tu này chính là cường giả chân chính. Mà ở trong lòng vị kiếm tu này, cường giả không phải như thế. Thực lực bất đồng, cảnh giới bất đồng, ánh mắt tự nhiên cũng bất đồng. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng rời đi, nhìn một chút, ánh mắt nàng đột nhiên ngây dại. Dương Diệp và Nam Ly Mộng đã đi ra khu rừng rậm, vừa rời khu rừng rậm không lâu, bọn hắn liền thấy Hoang Nguyên. Hoang Nguyên liếc mắt nhìn không tới cuối. Nhìn thấy không? Nam Ly Mộng chỉ vào Hoang Nguyên xa xa kia. Nơi đây, đã từng vẫn lạc qua một vị thái cổ đại đế. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hưng phấn, ngươi biết cái gì là đại đế sao? Muôn đời cự phách chân chính. Vừa nói, nàng vội vàng lấy ra quyển sách thật dày, sau đó mở ra viết. Hoang Nguyên, nơi thái cổ đại đế vẫn lạc. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Hai người tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu. Hai người muốn bước Hoang Nguyên kia, nhưng phát hiện một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn. Áp bách, cỗ lực lượng kia tựa như một ngọn núi lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Thời khắc này Dương Diệp có một loại cảm giác, là nếu như tiếp tục đi tới, sẽ bị cỗ lực lượng này đè nát. Hai người nhìn nhau, Nam Ly Mộng nói. Đây là đại đế ý chí, nhìn thấy không? Người ta chết lâu như vậy, nhưng một tia ý chí là có thể trấn áp vô số cường giả. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Nguyên, trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ. Ý chí. Đối phương bằng vào ý chí liền có thể tạo thành lực áp bách lớn như vậy cho cường giả đời sau, nếu như đối phương còn sống, thực lực kia sẽ khủng bố tới trình độ nào. Yếu, hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Những lời này, cũng không phải không có đạo lý. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó đi về phía Hoang Nguyên, vừa đi ra bước thứ nhất, một cỗ uy áp cường đại đặt ở trên người hắn. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp cong lại, không chỉ thân thể, đầu gối cũng thiếu chút quỳ xuống. Ý chí thật mạnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ điên cuồng, muốn bằng một cỗ ý chí áp hắn. Ầm, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, nhưng rất nhanh, kiếm ý này bị đánh nát, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, cho đến rời khỏi địa giới Hoang Nguyên. Một bên, Nam Ly Mộng nhíu mày. Sau khi Dương Diệp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Nguyên, đại đế ý chí, thật sự mạnh như vậy sao? Dương Diệp tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha, hắn lại đi đến Hoang Nguyên, nhưng vừa bước vào Hoang Nguyên, hắn liền nửa bước khó đi. Cổ ý chí kia, giống như vô số ngọn núi lớn đè trên người hắn. Mạnh mẽ hành tẩu, sẽ chết. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì, nàng đang chờ Dương Diệp làm ra quyết định. Cũng không có đợi bao lâu. Bởi vì Dương Diệp lại bắt đầu đi. Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, thân thể hắn lập tức căng thẳng lên, không chỉ như thế, một cỗ long uy nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tản ra. Bởi vì thôn phệ qua tinh nguyên chân long, nên trên người hắn có long uy, bất quá không nhiều, sở dĩ không nhiều, là vì không có kích thích ra. Đương nhiên, chút long uy ấy đối với đại đế ý chí cường đại này mà nói, quả thực quá yếu. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp rốt cuộc bước ra một bước này, tựa như nặng ngàn cân, một bước rơi xuống nhưng không dơ nổi.
Dương Diệp thối lui ra khỏi Hoang Nguyên, nhìn Hoang Nguyên kia, hắn trầm mặc. Nam Ly Mộng cũng không có quấy rầy hắn, nàng quay người nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên bước ra, khi hắn bước vào Hoang Nguyên, hắn nở nụ cười, Nam Ly Mộng cũng cười. Lúc này đây, Dương Diệp không có thi triển bất kỳ vật gì chống cự, không có sử dụng huyền khí, không có sử dụng lực lượng thân thể, cũng không có sử dụng kiếm ý. Hắn thu tất cả lực lượng về. Người bình thường. Hắn hiện tại, chính là một người bình thường. Mặc dù vẫn rất cố sức, nhưng không có cố hết sức như vừa rồi. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng cười nói. Chỗ này, người càng mạnh, bị áp chế sẽ càng lớn. Đơn giản mà nói, vị thái cổ đại đế kia lưu lại ý chí, kỳ thật chính là một khảo nghiệm, đương nhiên, cũng có ý ngăn cản một ít người mang lòng xấu xa, bất quá ta cảm thấy, hắn chủ yếu vẫn là dùng để khảo nghiệm cái gì? Tự nhiên là ý chí một người, không có quan hệ tới thực lực bản thân, mà buông tha cho những lực lượng kia, mới có thể khảo nghiệm ra ý chí chân chính của một người. Nói đến đây, nàng quay người nhìn về phía Hoang Nguyên kia. Đi thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy vị thái cổ cự phách kia hay không, liền nhìn ý chí của chúng ta rồi. Nói xong, nàng đi xa. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, hiển nhiên nữ nhân này đã sớm biết chỗ huyền diệu ở nơi đây, lúc trước nữ nhân ôm linh bài hẳn cũng biết, nhưng ý chí không đủ, cho nên không thể đi đến chỗ sâu. Mà hai nữ nhân này đều không nói với hắn, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không phát hiện nơi này huy cơ duyên. Vẫn phải dựa vào chính mình tranh thủ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp vội vàng đi theo, ền diệu, nữ nhân kia là tuyệt đối sẽ không nói với hắn. Cơ duyên. Vẫn phải dựa vào chính mình tranh thủ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp vội vàng đi theo. Trong Hoang Nguyên. Mới đầu hai người đi rất nhanh, nhưng thời gian dần trôi qua, tốc độ của hai người chậm rãi chậm lại. Áp lực. Áp lực vẫn còn, nhưng không giống vừa rồi, cổ áp lực này. Áp chế không phải thân thể của bọn hắn, mà là ý chí của bọn hắn. Thần sắc của Nam Ly Mộng bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, Dương Diệp cùng nàng sóng vai. Đột nhiên Nam Ly Mộng nói. Trên con đường tu hành, ngươi cảm thấy cái gì trọng yếu nhất? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thiên phú, tài nguyên, tâm tính, ý chí. Nam Ly Mộng lại hỏi. Bốn loại này, loại nào trọng yếu nhất? Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ta cảm thấy, bốn loại này đều không trọng yếu. Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy đầu thai trọng yếu nhất. Nam Ly Mộng ngây người, sau đó cười phá lên, cười hồi lâu, nàng chỉ vào Dương Diệp. Những lời này của ngươi, không sai chút nào, đầu thai rất trọng yếu, ha ha. Một lát sau, Nam Ly Mộng quay đầu nhìn về phía Hoang Nguyên. Thiên phú, tài nguyên, tâm tính, ý chí, kỳ thật đều trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là tâm tính cùng ý chí. Thiên phú không đủ, tâm tính đủ, ý chí mạnh, người này cuối cùng sẽ không bình thường. Nhưng nếu như tâm tính không được, ý chí không đủ, thiên phú lại cao, cuối cùng cũng chỉ là người thường. Người có thể đi tới hôm nay, tâm tính cùng ý chí chiếm công lao rất lớn. Còn thiên phú của ngươi, không thể nói quá rác rưởi, nhưng tuyệt đối không tính là tốt. Dương Diệp nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Ly Mộng cười nói. Ta muốn nói, chúng ta rất may mắn. Vị viễn cổ đại đế này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại đạo ý chí kia, sở dĩ hắn làm như thế, nhất định là muốn để lại truyền thừa, hoặc là cái gì khác. Cho nên nếu như chúng ta có thể đi đến nơi đó, nhất định sẽ lợi nhuận. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Có thể là đoạt xá A, đối phương lưu lại hồn phách. Sau đó chờ đợi một người hữu duyên đến đoạt xá. Loại chuyện này, Dương Diệp hắn gặp được không ít. Nam Ly Mộng cười ha ha. Vậy chỉ có thể nói chúng ta không may. Dương Diệp lắc đầu, không có nói cái gì. Hai người tiếp tục đi tới, càng chạy càng cố sức, bất quá hai người vẫn không có dừng bước lại. Không biết trải qua bao lâu, hai người gặp được một ít thi thể, bất quá hai người không thấy phu quân của nữ tử ôm linh bài. Mà giờ khắc này, bất kể là Dương Diệp hay là Nam Ly Mộng, đều có chút mỗi bước khó khăn. Sau nửa canh giờ, Nam Ly Mộng và Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì cổ ý chí cường đại kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều buông lỏng. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa,
đứng một trung niên, hai tay trung niên thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt không có bất kỳ sắc thái. Ở trước ngực trung niên có một lỗ máu, mà trước mặt cách hơn một trượng, cắm nghiêng một thanh trường thương màu đen. Cây trường thương này, cùng cây trường thương lúc trước cắm trên thân thể Nam Vũ Y Trang không khác. Tại chỗ, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau. Không cần phải nói, vị trung niên trước mắt này, hẳn là vị thái cổ đại đế nhân tộc kia rồi. Vẫn lạc. Đối phương triệt để vẫn lạc, mà làm cho đối phương vẫn lạc, chính là thanh trường thương màu đen kia. Chủ nhân trường thương đến cùng là thần thánh phương nào? Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới, nhìn cỗ thi thể trước mắt, hai người đều trầm mặc. Đại đế. Thái cổ đại đế, thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải cường giả tứ giới ngũ giới gì có thể so sánh. Mà loại cường giả này, cũng sẽ bị người giết. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào, mới có thể chính thức vô địch. Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nhìn nam tử trước mắt có chút thi lễ. Tiền bối lời gì muốn nói hay không? Theo thanh âm của Nam Ly Mộng rơi xuống, thi thể đứng ở trước mặt Dương Diệp và Nam Ly Mộng đột nhiên triển khai. Triển khai. Trong lòng Dương Diệp và Nam Ly Mộng cả kinh, vội vàng đề phòng. Trong mắt trung niên kia chậm rãi có sắc thái, rất nhanh, hai mắt hắn không khác người bình thường, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng và Dương Diệp, quan sát Dương Diệp và Nam Ly Mộng một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Kiếm tu? Trung niên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Trung niên khẽ gật đầu, hắn chỉ phương Bắc. Nơi đó có người bạn già, cũng là kiếm tu, nhưng đáng tiếc, kiếm đạo của hắn không thích hợp ngươi, bằng không thì... Người có thể đi bên kia thử thời vận. Dương Diệp cười cười, không có thất vọng. Kiếm đạo. Dương Diệp hắn đã có kiếm đạo của mình, đối với kiếm tu khác, tối đa chỉ có thể tham khảo mà thôi. Bên ngoài như thế nào? Trung niên đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối là chỉ vĩnh hằng vũ trụ sao? Trung niên khẽ gật đầu. Bọn hắn làm tròn lời hứa không? Cam kết gì? Nam Ly Mộng hỏi. Trung niên nhíu mày. Hôm nay người ở Vĩnh Hằng chi giới, có thể tự do đi Vĩnh Hằng vũ trụ không? Nam Ly Mộng lắc đầu. Khóe miệng trung niên nổi lên vẻ tự giễu. Buồn cười trong lòng ta còn có may mắn. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói. Tiền bối, năm đó trận đại chiến kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung niên khẽ lắc đầu. Không có ý nghĩa nữa. Có. Nam Ly Mộng nhìn thẳng trung niên. Ít nhất những hậu nhân chúng ta, có quyền lợi biết chân tướng không phải sao. Chuyện năm đó, hôm nay Vĩnh Hằng chi giới không một chút ghi chép, thời đại thái cổ đối với người của Vĩnh Hằng chi giới hiện tại mà nói, đều là trống không. Trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thật, Vĩnh Hằng chi giới chính là một chiến trường. Đồng tử Nam Ly Mộng hơi co lại. Vĩnh Hằng chi giới là một chiến trường. Trung niên nhẹ gật đầu. Nơi đây, chính là một đại chiến trường, Vĩnh Hằng vũ trụ, lớn nhất, nhưng cũng nhỏ nhất. Vĩnh Hằng vũ trụ giống như kinh độ một nước, là trung tâm của vô số vũ trụ, cũng là vũ trụ phồn hoa nhất trong vô số vũ trụ, mà bọn hắn có tài nguyên cũng là tốt nhất. Bọn hắn càng ngày càng tốt, vũ trụ khác, kể cả Vĩnh Hằng chi giới này đều không theo kịp bọn họ. Vì tiết kiệm tài nguyên của Vĩnh Hằng quốc độ, ân, xưng hô này là bọn hắn tự xưng. Vì tiết kiệm tài nguyên của Vĩnh Hằng quốc độ, bọn hắn cắt đứt liên hệ với tất cả vũ trụ, đơn giản mà nói chính là, bọn hắn không để người vũ trụ khác tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại chỗ, Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau. Không cần phải nói, vị trung niên trước mắt này, hẳn là vị thái cổ đại đế nhân tộc kia rồi. Vẫn lạc. Đối phương triệt để vẫn lạc, mà làm cho đối phương vẫn lạc. Chính là thanh trường thương màu đen kia. Chủ nhân trường thương đến cùng là thần thánh phương nào? Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới, nhìn cỗ thi thể trước mắt, hai người đều trầm mặc. Đại đế, thái cổ đại đế, nói đến đây, hắn nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở một địa phương xa xôi, có một tộc tên là Hoang tộc. Bọn hắn phát động ra chiến tranh, hơn nữa thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào Vĩnh Hằng quốc độ. Bọn hắn hầu như sắp thành công. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn phạm một sai lầm chết người. Sai lầm gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nói khẽ.
Bọn hắn giết chóc quá nhiều, sau khi tiến vào vĩnh hằng quốc độ, bọn hắn gờ kiết chóc vô hạn, giết quá nhiều sinh linh, trong đó bao gồm rất nhiều thiên địa chi linh, cuối cùng bọn hắn chọc giận linh tổ của vĩnh hằng quốc độ. Nguyên bản linh tổ không tham dự bất luận tranh đấu gì, đột nhiên tuyên bố khai chiến với hoang tộc, lần đó, linh tổ giết ra vĩnh hằng quốc độ, dùng uy quyền của mình, gọi vô số vũ trụ chi linh đến đây tương trợ. Không chỉ như thế, các linh mạch và hoang cổ đại yêu bên hoang tộc cũng tới tấp phản bội. Nói đến đây, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Một màn kia, cả đời khó quên a. Linh tổ tham chiến, đã mang đến hy vọng cho vĩnh hằng quốc độ, hy vọng thắng lợi. Lần đó, hoang tộc tộc trưởng hoang đế tự mình ra tay, bất quá bên vĩnh hằng quốc độ sớm có phòng bị, gần 10 vị đại đế, hơn 20 vị yêu tộc cử phách, còn có vài chục vị linh đế lấy mệnh bảo hộ linh tổ, nhưng đáng tiếc. Vị hoang tộc tộc trưởng kia mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Vẫn lạc. Dương Diệp hỏi. Trung niên khẽ gật đầu. Linh tổ vẫn lạc, bất quá hoang tộc tộc trưởng cũng trọng thương, hơn nữa bởi vì hoang tộc giết linh tổ, chọc giận vũ trụ vạn vật, lúc ấy vạn vật chi linh giống như điên cuồng tiến công hoang tộc, kể cả một ít viễn cổ sinh linh thần bí cũng nhao nhao ra mặt. Có thể nói lần kia, hoang tộc nguyên bản chiếm hết ưu thế, trong nháy mắt mất đi tất cả ưu thế. Dù cho hoàng đế cường đại đến không thể tưởng tượng, cũng không thể gánh được, bởi vì cho dù là những vạn vật chi linh trong tộc hắn, cũng nhao nhao bất mãn cách làm của hắn, tăng thêm hoàng tộc và hắn đều bị thương nặng, bởi vậy hoàng đế không thể không mang theo hoàng tộc thối lui. Linh tổ. Trong tràng, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng không quên, trên người gia hỏa này có một linh tổ. Tuy bây giờ còn chưa phải linh tổ chân chính, nhưng tiểu gia hỏa kia muốn trở thành linh tổ. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Phải khách khí với tiểu gia hỏa kia một chút mới được. Trong đầu Nam Ly Mộng bay lên ý nghĩ này. Kỳ thật Dương Diệp nghe cũng có chút xôi trào, linh tổ, một vị linh tổ lại có thể khủng bố như thế. Nói cách khác, sau này tiểu bạch căn bản không người nào dám động nàng. Vừa nghĩ tới đó, Dương Diệp càng kích động, phải nói cao hứng, mừng thay cho tiểu bạch. Trước kia, rất nhiều người có ý đồ với nàng. Nhưng sau này đợi nàng trở thành linh tổ, khi đó, hẳn không có ai dám có ý đồ với nàng nữa rồi. Vĩnh hằng chi giới lại là chuyện gì xảy ra? Nam Ly Mộng hỏi. Trung niên khẽ lắc đầu. Nơi đây, là đường phải đi qua khi tiến về vĩnh hằng vũ trụ, năm đó vĩnh hằng chi giới hoặc là đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ, hoặc đầu hàng hoang tộc. Mới đầu mọi người đung đưa không ngừng, bất quá sau khi hoang tộc tàn sát sinh linh, chọc linh tổ ra mặt. Cường giả của vĩnh hằng chi giới nhao nhao đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ. Tuy hoang tộc mở ra đại môn của vĩnh hằng quốc độ, nhưng cách làm của bọn hắn thật không ai dám tán thành. Hơn nữa lúc trước mọi người rất rõ ràng, nếu hoang tộc làm chủ vĩnh hằng quốc độ, cách làm của bọn hắn khẳng định giống như cách làm ban đầu của vĩnh hằng quốc độ, hơn nữa có thể ngay cả một tia hy vọng cũng không cho người bên ngoài vĩnh hằng quốc độ. Nam Ly Mộng nói khẽ. Bất kể là hoang tộc hay vĩnh hằng quốc độ, trong mắt của bọn họ chỉ có chính mình. Trung niên khẽ gật đầu. Lúc trước trận đại chiến kia, mọi người không thể không đứng thành hàng, nhưng sau khi đứng thành hàng, vô số người vẫn lạc. Bất quá còn tốt, vị linh tổ kia nhân từ, ở thời điểm nàng vẫn lạc, nàng đưa một số người ở vĩnh hằng chi giới đến vĩnh hằng quốc độ, lúc ấy vĩnh hằng quốc độ tự nhiên không dám cự tuyệt nàng, hơn nữa hứa hẹn, cách mỗi 10 năm, miễn phí cho vĩnh hằng chi giới 10 danh ngạch tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Dương Diệp nghĩ tới hai chữ, bố thí. Bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo người bên này không mạnh mẽ bằng bên kia. Bên kia cho ra một con đường, 10 vị trí, ở bên vĩnh hằng chi giới xem ra, chính là một ân điển, một thiên đại ân điển nha. Dương Diệp lắc đầu, vĩnh hằng quốc độ, nói thật, hắn không thèm đi. Lúc này trung niên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta có thể gặp nàng một chút không? Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên. Sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Thời khắc này Tiểu Bạch đang ngủ, không biết từ lúc nào, nàng có chút thích ngủ. Dương Diệp không có gọi nàng tỉnh, cứ như vậy ôm nàng. Nhìn Tiểu Bạch, trong mắt trung niên có vẻ phức tạp. Nàng vốn chỉ là một linh chủ, nhưng không nghĩ tới có thể tiến hóa thành tổ, việc này, quả thực có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa còn không phải ở vĩnh hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Đây là phúc của nàng. Cũng là họa của nàng. Người phải nhớ kỹ, trước khi nàng tiến hóa thành tổ chân chính, quyết không thể giao nàng cho bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, đặc biệt là vĩnh hằng quốc độ.
Năm đó vị linh tổ kia, sở dĩ có địa vị vô thượng, là bởi vì nàng đã thành tổ, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào ở Vĩnh Hằng quốc độ dám nổi điên nhằm vào một vị linh tổ. Nhưng tiểu gia hỏa này, bây giờ nàng chỉ là linh chủ, nếu rơi vào trong tay mấy người kia, tất nhiên sẽ bị thế lực này lấy thủ đoạn cực đoan khống chế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ bảo hộ nàng. Như nghe được lời của Dương Diệp, cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên dùng sức cọ ngực hắn, sau đó hai móng nhỏ ôm Dương Diệp thật chặt, khóe miệng có một nụ cười thản nhiên, như nằm mơ thấy bảo bối gì. Lúc nàng nhìn thấy bảo bối, chính là loại nụ cười này. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Trung Niên. Tiền bối, chúng ta sắp rời đi, nếu tiền bối có bảo bối gì, à không đúng, nếu như có sự tình gì muốn giao phó mà nói, cứ việc nói thẳng, hai người chúng ta muôn lần chết không từ. Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Nam Ly Mộng co giật, một bộ ta không biết ngươi. Bảo bối, coi như trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng có thể đừng trực tiếp như vậy hay không? Trung Niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười cười, tiếp đó hắn bấm tay điểm một cái, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp hỏi. Chân Nguyên Kính. Trung Niên Nhân nói, trong kính này, có một bộ trận pháp này có một diệu dụng, chính là có thể bắn ngược lực lượng, người giao thủ với người, tế ra kính này, lực lượng của đối phương rơi vào trên kính, đều sẽ phản hồi đối phương. 100% sao? Dương Diệp vội hỏi. Trung Niên lắc đầu. Nếu đối phương ra 10 thành lực lượng, kính này có thể phản chiếu 7 thành, còn dư lại 3 thành nếu như ngươi cũng không tiếp nổi, vậy hiển nhiên, thực lực đối phương vượt xa ngươi. 7 thành. Dương Diệp nhẹ gật đầu, 7 thành cũng không tệ. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Nam Ly Mộng nói. Ngươi nên biết đủ đi, có được kính này, coi như cường giả tam giới, cũng khó có thể đánh bại ngươi dễ dàng rồi. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Cũng đúng, phản hồi 7 thành lực lượng, cái này đồng nghĩa với lúc đối phương đối mặt hắn, tương đương với chỉ có thể sử dụng 3 thành lực lượng. Nghĩ vậy, Dương Diệp mắt sáng rực lên. Nhớ kỹ. Lúc này Trung Niên đột nhiên nói. Thúc dục trận này, cần linh khí cực kỳ to lớn. Mà ngươi bây giờ, dùng linh khí của ngươi, sợ là tối đa chỉ có thể thúc dục một lần. Linh khí. Dương Diệp ngây cả người, đang muốn nói, ngay lúc này. Tiểu Bạch ở trong lòng ngực hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nàng rơi vào trên cái gương kia, khi thấy cái gương, mắt nàng nhất thời sáng lên. Ở trong ánh mắt ba người, Tiểu Bạch ôm lấy cái gương, sau đó Tiểu Chảo gõ gõ, tấm gương lập tức truyền đến tiếng vang. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó há miệng phun ra. Vô số linh khí lập tức tràn vào trong gương, trong chốc lát, cả cái gương rung động, quanh người tấm gương nhiều hơn một màn sáng mỏng manh, rất là xinh đẹp. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Tiểu Chảo chỉ vào tấm gương. Dương Diệp cười cười. Ngươi! Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ôm tấm gương trực tiếp chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Trung Niên nói khẽ. Xem ra linh khí này, với ngươi mà nói, hẳn không thành vấn đề. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Có Tiểu Bạch ở đây, hắn thật đúng là không lo lắng vấn đề linh khí. Trung Niên nhìn về phía Nam Ly Mộng. Hắn do dự một chút, sau đó bấm tay điểm ra, một đám bạch quang xuất hiện ở trước mặt Nam Ly Mộng. Trong bạch quang, là một ít chuyện thời đại thái cổ năm đó, ta nghĩ hữu dụng với ngươi. Nghe vậy, Nam Ly Mộng vội vàng thi lễ. Đa tạ. Sau đó nàng thu hồi bạch quang. Lúc này Trung Niên lại nói. Năm đó ta lưu lại một hơi này, là vì chờ đợi truyền nhân, nhưng đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, lại không có người nào tiến tới. Còn hai người các ngươi đều không thích hợp làm truyền nhân của ta. Vừa nói, bàn tay hắn trải ra, ở bên trong có một quyển trục màu đen. Hắn bấm tay điểm một cái, quyển trục rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Ngày sau nếu gặp phải người tốt, có thể cho hắn vật ấy, bên trong có sở học suốt đời của ta. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tự nhiên hết sức. Nam tử mỉm cười. Đi thôi. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nam tử, mà thân thể nam tử đã hư ảo, trong khoảnh khắc, thân thể hắn triệt để hóa thành hư vô. Trong tràng, Nam Ly Mộng và Dương Diệp thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Hai người ở bốn phía tìm một hồi, rất nhanh, bọn hắn tìm được thi thể phu quân của nữ tử Bê Linh Bài. Thi thể không có hư thối, dù sao cũng là một siêu cấp cường giả.
Cứ như vậy, Dương Diệp và Nam Ly Mộng mang theo thi thể kia quay về rừng rậm. Trong rừng rậm, nữ tử nhìn thi thể hồi lâu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cong ngón búng ra, một hắc ấn rơi vào trước mặt hắn. Chân giới ấn. Dương Diệp cũng không khách khí thu xuống. Nữ tử lạnh nhạt nói. Rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, người chết đã không thể sống lại, mong nén bi thương. Hơn nữa, ngươi biết cái rắm. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn Dương Diệp. Cút nhanh lên, cút xa một chút. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau đó lắc đầu, quay người rời đi. Trong tràng, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, cũng muốn ly khai, nhưng lúc này nữ tử đột nhiên nói. Ra rừng rậm, không nên đi bên phải, bên kia là trung tâm trận đại chiến năm đó, nếu như các ngươi ở bên kia gặp được cái gì, dùng thực lực của hai người các ngươi, khả năng sẽ không ra được. Nói xong, nữ tử ôm thi thể quay người đi về phía rừng trúc. Sâu trong rừng trúc, bên cạnh một mộ địa, trên bia mộ có hai cái tên. Nữ tử bỏ thi thể nam tử vào trong quan tài còn chưa đắp lên, đột nhiên nàng nhìn về phía tay phải nam tử, trong tay phải nam tử nắm chắc một vật, một lọn tóc. Nhìn lọn tóc này, nước mắt của nữ tử giống như vỡ đê, nàng ôm nam tử. Thật chặt. Năm đó, trong một đám mây, nam tử nắm tay cô gái, nữ tử nhìn nam tử. Không đi được không? Nam tử lắc đầu. Ba vị huynh đệ của ta đều ở bên kia, hơn nữa lúc này quân chủ cũng cần chúng ta. Nữ tử rất muốn nói mang ta theo, nhưng nói không nên lời. Bởi vì thực lực của nàng quá thấp, loại chiến đấu này, nàng căn bản không có tư cách dính vào. Nam tử buông tay cô gái. Chờ ta trở lại, chờ ta. Nói xong, nam tử xoay người muốn rời đi. Lúc này, nữ tử kéo tay của nam tử lại, trong tay nam tử nhiều hơn một lọn tóc, nữ tử nói khẽ. Ta chờ ngươi. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất ở bầu trời mờ mịt. Nhưng lần đi này, lại là vĩnh biệt. Trước mộ, nữ tử nhìn nam tử trong quan tài, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Sống không thể cùng một chỗ, nhưng chết chúng ta có thể. Nói xong, nữ tử tiến vào trong quan tài. Nắp quan tài khép lại, mộ thành. Bên ngoài rừng rậm, Dương Diệp nói khẽ. Nữ nhân, người yêu ai chưa? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua hắn, sau đó nói, yêu. Thật có lỗi, thứ cho ta nói thẳng, yêu nam nhân, còn không bằng đi yêu một con chó, ít nhất con chó không sẽ phản bội ngươi, không phải sao? Dương Diệp nghẹn lời, không phản bác được. Bàn tay như ngọc trắng của Nam Ly Mộng nhẹ nhàng mái tóc. Nữ nhân, không thương một người, mới có thể chân chính cường đại. Bởi vì một khi các nàng yêu mến một người, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống, mà thế gian, nhiều khi nam nhân rất không đáng tin. Đương nhiên, thời điểm còn chưa cùng nữ nhân lên giường, lời của bọn hắn vẫn rất đáng tin, người đệch cho hắn đi hướng đông, hắn chắc chắn sẽ không đi hướng tây, nhưng một khi lên giường, ha ha. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi lợi hại. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại đi ra không? Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua bên phải. Lúc trước nữ tử nói, bên kia là trung tâm trận đại chiến năm đó, bên kia rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ khẳng định cũng rất nhiều. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Như thế nào? Nam Ly Mộng cười nói. Sợ. Dương Diệp nói khẽ. Lần này thu hoạch, ta đã rất vui vẻ. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua bên phải, sau đó lại nói. Người, nhiều khi phải biết đủ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, con người của Tiểu Bạch nhìn về phía bên phải, trong mắt nàng mang theo mờ mịt. Làm sao vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch chỉ bên phải, sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng vung múa. Quen thuộc. Ý tứ của Tiểu Bạch là bên kia có khí tức quen thuộc, nàng muốn qua. Khí tức quen thuộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nói. Ngươi rất muốn đi tới sao? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên phải, sau đó gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được, chúng ta đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng. Ngươi thì sao? Nam Ly Mộng cười cười. Đương nhiên đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền xông vào một lần đi. Hai người cũng không có lập tức tiến lên, bởi vì trời đã tối,
hai người ngay lại rừng rậm tìm một chỗ đặt chân. Đi tới đây, hắn và Nam Ly Mộng gặp phải người không nhiều lắm, nhưng đều rất mạnh, cực kỳ mạnh. Đặc biệt là lão giả đeo giỏ trúc, còn có nhân tộc đại đế, đừng nhìn nhân tộc đại đế kia bình dị gần gũi, kỳ thật thực lực của đối phương rất kinh khủng, nếu như đối phương muốn giết hắn và Nam Ly Mộng, bất kể là hắn hay Nam Ly Mộng đều đỡ không nổi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng cách đó không xa, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi tới một ngọn núi này đúng là địa bàn của nhị Nha nhờ Tô Thanh Thi giúp nàng tạo một gian cung điện, bất quá cung điện không lớn, một gian rất nhỏ. Trong đại điện, nhị Nha ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, nàng mở mắt, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp đi tới trước mặt nhị Nha, nói khẽ. Nhị Nha, Thanh Thi nói gần đây ngươi có chút không đúng, làm sao vậy? Nhị Nha nhìn Dương Diệp. Dương ca, ta có thể sắp đột phá. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ. Đây là chuyện tốt à? Nhị Nha trừng mắt nhìn. Ta muốn ăn con rồng kia. Dương Diệp. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía nhị Nha. Dương Diệp nhìn nhị Nha hồi lâu, sau đó nói. Nhị Nha, ngươi là nói thật. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta rất muốn ăn nó, bất quá ta biết làm như vậy không đúng. Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó đi tới trước mặt nhị Nha, vuốt đầu của nàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi hảo hảo nói đi. Nhị Nha do dự một chút, sau đó chuyện của nói ra Thái Cổ Long Ngạc. Đáng nhắc tới là, bây giờ sau khi nhị Nha tiêu hóa Thái Cổ Long Ngạc, đã đạt đến giới chủ cảnh. Còn cao hơn Tiểu Ngưu. Dương Diệp trầm mặc. Nhị Nha muốn ăn Thái Cổ Chân Long, không phải nàng muốn dùng Thái Cổ Chân Long đến để thăng mình, mà là bản năng của nàng, bản năng để cho nàng muốn ăn Thái Cổ Chân Long. Không chỉ Thái Cổ Chân Long, kỳ thật nếu như không phải nàng coi Tiểu Ngưu là bằng hữu, phỏng chừng Tiểu Ngưu cũng đã vào nồi. Lúc này Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn nhị Nha. Bản tính của nàng dần dần thức tỉnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bảo con rồng kia cách xa nàng một chút đi. Dương Diệp. Trong đại điện, Dương Diệp nhìn nhị Nha hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi biết bản thể của nhị Nha không? Kiếm Kinh nhìn thoáng qua nhị Nha, lắc đầu. Dương Diệp nghĩ tới nam tử không tay không chân ở dưới nền đất của di chỉ Bắc Hoang Kiếm Tông, bởi vì nghe khẩu khí của đối phương hẳn biết rõ lai lịch của nhị Nha. Đáng tiếc đối phương không nói với hắn. Lúc này nhị Nha nhếch miệng cười cười. Dương ca yên tâm, ta sẽ không ăn con rồng nhỏ kia. Dương Diệp nhìn về phía nhị Nha, hắn khẽ gật đầu. Ta biết, tuy bản thể của nhị Nha có khả năng là một vị đại yêu, nhưng nàng còn rất thiện lương, dù sao nàng là được nhân loại nuôi lớn, tâm tính cùng tính cách đều giống như người bình thường. Chỉ bất quá bây giờ, bản tính của nàng dần dần lộ ra. Dương Diệp cũng không biết này là chuyện tốt hay xấu. Dương Diệp vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói. Có cần gì, có thể nói với Thanh Thi tỷ tỷ, nói với ta cũng được, biết không? Nhị Nha gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó lại nói. Ta muốn đi về thăm Gia Gia một chút. Dương Diệp nói. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Nghe vậy, nhị Nha nhếch miệng cười cười, rất sáng lạn. Dương Diệp và Kiếm Kinh đi ra đại điện, bất quá Tiểu Bạch lưu ở trong đại điện, ấn ý tứ của nàng là cùng nhị Nha chơi. Huyền Không Sơn, Phi Thăng Thai. Dương Diệp ngồi trên Phi Thăng Thai, ở bên cạnh hắn là Kiếm Kinh. Phi Thăng Thai ở trên ngọn núi cực cao, từ trên đài nhìn xuống, cả Huyền Không Sơn nhìn một phát là thấy hết. Kiếm Kinh đi tới một bước, ngón tay ngọc chỉ vào phía dưới, dưới lòng đất Huyền Không Sơn, 10 vạn thanh kiếm như nhận lấy chỉ thị gì. Nhao nhao rung động, không chỉ như thế, Thừa Thiên Kiếm Đài cũng rung động theo. Kiếm trận tốt rồi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Hai tòa kiếm trận, ta đã chữa trị toàn bộ, chỉ cần linh khí đủ, tùy thời có thể thúc giục. Tòa thập vạn kiếm trận này, uy lực cực lớn, phá giới cảnh bình thường căn bản ngăn không được, ấn suy đoán của ta, coi như cường giả nhị giới cũng không cản được kiếm trận này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Thừa Thiên Kiếm Đài. Nếu như lại thêm kiếm trận này, ta cảm thấy, miểu sát một vị cường giả nhị giới căn bản không phải việc khó gì.
Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyền Không Sơn phía dưới, nở nụ cười. Hắn hiện tại, cũng không phải lẻ loi một mình, không chỉ có hai tòa kiếm trận, còn có nhị nha cùng tiểu ngưu, mà trên người hắn còn có mấy kiện chí bảo. Có thể nói, phá giới cảnh bình thường, căn bản đã không phải đối thủ của hắn. Coi như không có những bảo vật này, hắn cũng có lòng tin chém giết một vị phá giới cảnh bình thường. Cường giả nhị giới, cũng có thể chiến một trận. Về phần tam giới, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn không cách nào chống lại đối phương. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Kiếm Kinh, Vĩnh Hằng quốc độ thiên tài rất nhiều sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. So với Vĩnh Hằng chi giới mà nói thì hơn nhiều. Dù sao bên kia có được ưu thế to lớn, này giống như thôn trang và thành trấn, cho dù trong thôn có thiên tài, nhưng không có khả năng so sánh với thành trấn. Ngươi muốn quay về bên kia không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Muốn. Kiếm Kinh trả lời không có một chút do dự. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Kinh, trong mắt Kiếm Kinh nhiều hơn một tia lạnh như băng. Hai người trò chuyện chốc lát, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, ở trước mặt hắn là một cái bình ngọc, chính là từ trong tay lão giả đeo giỏ trúc lấy được thần huyết. Thần huyết cũng không nhiều, đại khái chỉ có 5 giọt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Do dự nửa ngày, Dương Diệp không có lựa chọn dùng. Hắn hiện tại, còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện hóa một giọt thần huyết. Dương Diệp thu hồi bình ngọc, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tu luyện, ổn định cảnh giới, tu luyện huyền cổ chi khí. Đây là hắn hiện tại phải làm, đặc biệt là huyền cổ chi khí, kỳ thật hắn có thể thi triển tứ kiếm kiếm vực, huyền cổ chi khí này cũng có công lao thật lớn. Tứ kiếm kiếm vực, đối với thân thể, đối với hai cánh tay yêu cầu rất cao. Nếu như hắn có thể tu luyện huyền cổ chi khí tới tầng thứ 3, hắn nhất định có thể đột phá 4 kiếm, đạt tới ngũ kiếm kiếm vực. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cách Dương Diệp không xa, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua vị trí của Dương Diệp, sau đó lấy ra quyển sách viết, thời đại thái cổ. Thời gian từng chút trôi qua, chân trời, màu trắng bạc xuất hiện. Nam Ly Mộng khép sách lại, mà một bên Dương Diệp cũng xuất hiện, Dương Diệp đứng lên, trong chốc lát. Xương cốt toàn thân hắn chuyển đến tiếng vang lanh lảnh, đặc biệt là hai tay hắn tùy ý đong đưa, cũng có thể làm cho không gian chung quanh nổi lên sóng gợn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng. Đi thôi. Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu, đứng lên, hai người đi về phía bên phải rừng rậm. Có cảm tưởng gì? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam Ly Mộng nói khẽ. Năm đó trận đại chiến kia, tuy hoàng tộc bị ép bại lui, nhưng bọn hắn không có diệt vong, ta cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp hỏi lại. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp cười cười. Ngươi không phải là muốn ta đi bảo hộ Vĩnh Hằng quốc độ kia chứ? Nam Ly Mộng lắc đầu. Ta là nói Vĩnh Hằng chi giới. Nếu như hoàng tộc xuất hiện lần nữa, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Vĩnh Hằng chi giới. Đến lúc đó, ngươi sẽ đứng ở bên Vĩnh Hằng chi giới sao? Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Đầu ta bị cửa kẹp mới đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, đại tỷ, hiện tại Vĩnh Hằng chi giới có bao nhiêu người muốn giết chết ta? Không chỉ muốn giết chết ta, còn muốn cướp tiểu bạch nhà ta nói cho ngươi biết, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ để cho tiểu bạch hút sạch linh khí của Vĩnh Hằng chi giới, hút sạch sẽ. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp thật sâu. Không nói gì thêm. Kỳ thật thực lực cá nhân Dương Diệp đối với Vĩnh Hằng chi giới mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, chính thức quan trọng là Tiểu Bạch, linh tổ này không phải linh tổ lúc trước, linh tổ này tuyệt đối không có lòng mang thiên hạ gì, ở trong lòng linh tổ này, Dương Diệp mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, nàng sẽ đứng bên Vĩnh Hằng chi giới, nếu như Dương Diệp không đứng ở bên cạnh, nàng biết, tiểu gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không đứng bên Vĩnh Hằng chi giới. Một vị linh tổ đứng thành hàng, quá trọng yếu. Nam Ly Mộng không có nói cái gì, vừa rồi nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi, Vĩnh Hằng chi giới sinh tử tồn vong, với nàng mà nói kỳ thật cũng không có quan hệ quá lớn. Còn nữa, hoang tộc kia còn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Hai người bước nhanh hơn, trên đường đi, hai người nhìn thấy thi thể càng ngày càng nhiều. Thây ngang khắp đồng. Hiển nhiên, năm đó phiến chiến trường này còn không có quét dọn liền bị phong tỏa. Ông. Ngay lúc này,
ở chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, hai người bước nhanh hơn. Ở trong sơn cốc, một kiếm tu tay cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía trước, sau lưng hắn không xa, nằm một cỗ thi thể. Ở mi tâm thi thể, có một kiếm động. Một kiếm toi mạng. Kiếm tu tiếp tục đi vào sâu trong sơn cốc rất lớn, hai bên là núi cao, người đứng ở trong đó lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trong cốc, kiếm tu nhìn thoáng qua ngọn núi hai bên, trên ngọn núi hai bên, vô số khí tức nhao nhao tránh lui. Rất nhanh, kiếm tu đi ra khỏi sơn cốc, ở trước sơn cốc, là một thảo nguyên vô biên vô tận, cây cỏ sâu đậm, cao hơn một trượng. Kiếm tu tiếp tục đi về phía trước, những nơi đi qua, những cây cỏ kia nhao nhao tránh lui. Ngay lúc này, cách đó không xa, đại địa đột nhiên rung động, ngay sau đó mặt đất vỡ ra, một quái vật khổng lồ từ trong lòng đất bò ra. Hình thể quái vật rất lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ, hình dạng như hổ, bốn chân như trụ, dài khoảng mấy trượng. Quái vật khổng lồ này vẻ mặt dữ tợn, đặc biệt là hai mắt, cực kỳ lệ khí, trừ lần đó ra, ở sau lưng nó còn mọc ra một đôi cánh thật dài. Đại yêu kia nhìn kiếm tu trước mặt, thấp giọng gào thét. Ở trong miệng nó, có hai cái răng nanh rất dài. Kiếm tu nhìn thoáng qua đại yêu trước mặt, trong mắt không có chút gợn sóng, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn cách đại yêu chỉ không đến mấy trượng. Ở đại yêu xem ra, cử động này của kiếm tu không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nó. Đại yêu giống giận một tiếng, sau một khắc, nó tung người nhảy vọt, bay thẳng đến kiếm tu. Một cái nhào này, như mãnh hổ vồ mồi. Xung lực cường đại trực tiếp làm cho không gian bốn phía, răng rắc, rách nát ra. Kiếm tu cũng không dừng lại. Một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm tu đã ở sau lưng đại yêu. Kiếm tu tiếp tục đi về phía trước, mà sau lưng hắn, thân thể đại yêu giữ tợn cương cứng. Sau một khắc, nó trực tiếp té xuống đất. Có một đạo kiếm quang xuyên thủng bụng của nó. Hai mắt đại yêu trợn lên, thân thể không ngừng co quắp. Tuy không có vẫn lạc, nhưng cách vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm tu cũng không có quay người bổ kiếm, đã rất nhiều năm, hắn không có xuất kiếm thứ hai. Sở dĩ đại yêu không vẫn lạc, nói cho cùng là kiếm tu không có nổi sát tâm với nó, một kiếm kia, cũng không có đâm chỗ chí mạng của đại yêu, nhưng dù như thế, đại yêu kia cũng không tiếp nổi một kiếm. Kiếm tu càng ngày càng xa, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt. Mà đại yêu kia cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn đã cảm nhận được kiếm tu này nguy hiểm, nhưng hắn thật không ngờ nguy hiểm như vậy. Xa xa, kiếm tu tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn ngừng lại, giờ phút này hắn ngừng ở bên vách núi, trước mặt hắn là một thâm uyên sâu không thấy đáy. Ở trung tâm uyên thâm, có một cái ghế màu đen. Cái ghế cứ như vậy dựng thẳng ở đó. Đứng trên đỉnh núi, hai mắt kiếm tu chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn bước ra một bước. Cái ghế kia đã ở trước mặt hắn. Đột nhiên, trên mặt ghế xuất hiện một nam tử đưa lưng về phía kiếm tu, mái tóc dài rơi lả tả ở trên ghế dựa. Kiếm đạo cực hạn. Nam tử đột nhiên mở miệng. Ngươi so với kiếm thần năm đó của Vĩnh Hằng Quốc độ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc, ở trước mặt bổn đế, hắn ngay cả một kiếm cũng không thể thi triển ra. Kiếm tu cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, sau đó nói khẽ. Ta rất muốn chăm chú ra một kiếm, nhưng đáng tiếc, chưa từng có cơ hội. Loại cảm giác này, rất thống khổ, thật sự rất thống khổ. Ha ha! Trên mặt ghế, nam tử đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười chấn động thiên địa. Trong vòng phương viên mấy chục dặm, hết thảy sinh linh nhao nhao tránh lui, kiêng kỵ nhìn về phía vực sâu. Thần sắc kiếm tu bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Cười chỉ chốc lát, nam tử trên ghế đột nhiên nói. Đáng tiếc, bổn tôn của bản đế không ở chỗ này, bằng không thì, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể ở trước mặt bản để thi triển hai kiếm hay không? Kiếm tu nói, ta đi tìm người, nam tử khẽ lắc đầu. Không cần, chúng ta rất nhanh thì có thể gặp mặt. Kiếm tu nhìn thoáng qua nam tử, nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng. Kiếm đạo cực hạn, không thể không nói. Ngươi để cho bản đế lau mắt mà nhìn. Nhưng sau cực hạn, ngươi có biết là cái gì không? Kiếm tu dừng bước lại, bất quá hắn không nói lời nào. Nam tử lại nói. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bởi vì như vậy,
mới có thể để cho bản đế có chút hứng thú. Kiếm tu khẽ lắc đầu. Cực hạn của ngươi, không phải cực hạn của ta, không có cực hạn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Giết ngươi, một kiếm là đủ. Thanh âm rơi xuống, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, trên ghế, ngón tay nam tử không ngừng gõ thành ghế. Không có cực hạn, có chút ý tứ. Ngay lúc này, nam tử đột nhiên quay đầu. Hử, một cực hạn khác, có chút ý tứ, có chút ý tứ, ha ha. Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới một sơn cốc rất sâu, hai bên thỉnh thoảng có thần thức quét tới hắn và Nam Ly Mộng, bất quá những thần thức kia như đang kiêng kỵ cái gì, không có vọt về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Trên đường, Dương Diệp và Nam Ly Mộng gặp một thi thể, Dương Diệp nhìn thoáng qua mi tâm thi thể kia, đó là kiếm thương. Hai người nhìn nhau, sau đó tiếp tục đi tới. Ra hạp gốc, Dương Diệp và Nam Ly Mộng đi tới Thảo Nguyên, trên đường. Dương Diệp và Nam Ly Mộng gặp được đại yêu dữ tợn, giờ phút này đại yêu đã hấp hối. Nhìn phần bụng của đại yêu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, không cần phải nói, xuất thủ là kiếm tu kia. Thực lực đại yêu này, thấp nhất cũng là nhị giới. Một bên, Nam Ly Mộng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại yêu, hai mắt đại yêu kia nhắm nghiền, hiển nhiên là đang chờ chết. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, Tiểu Bạch nhìn đại yêu. Nàng do dự một chút, sau đó bay đến trước mặt đại yêu, tiếp đó cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng nhổ, vô số linh khí bao phủ đại yêu, không chỉ như thế, nàng còn lấy ra rất nhiều hồng mông tử khí. Theo linh khí và hồng mông tử khí tràn vào người đại yêu chậm rãi mở mắt, tầm mắt của nó rơi vào trên người Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, nó ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, nó cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch. Tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhẹ vỗ đầu đại yêu. Đại yêu nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó đầu có chút thấp xuống. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Nam Ly Mộng lập tức híp lại. Ở yêu giới, một vị đại yêu cúi đầu, nàng rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Thần phục. Nam Ly Mộng cảm thấy có chút vớ vẩn, một đại yêu cứ như vậy thần phục. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Tiểu Bạch, nàng liền bình thường trở lại. Đây chính là linh tổ. Yêu nghiệt a. Nam Ly Mộng lắc đầu. Thiên tài nào vượt qua được Tiểu Bạch? Đáp án dĩ nhiên là không có. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại yêu, sau đó trong lòng lặng yên hỏi. Kiếm kinh, đại yêu này an toàn không? Đại yêu này ít nhất là cường giả nhị giới, một khi trở mặt, đây tuyệt đối là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm của kiếm kinh vang lên. Thái cổ lệ hổ, đại yêu này lệ khí rất nặng, bất quá nếu như nó nguyện ý thần phục Tiểu Bạch. Vậy đại biểu không có vấn đề. Ở trong thế giới đại yêu, một khi cúi đầu, cơ bản sẽ không lật lọng. Còn nữa, ở trong hồng mông tháp, nếu như nó trở mặt, muốn thu thập nó còn rất đơn giản. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng phải, trong hồng mông tháp không có một cái nào đơn giản, đặc biệt là hai tòa kiếm trận đã có thể thúc giục. Cứ như vậy, trong hồng mông tháp thêm một đại yêu. Phía sau Huyền Không Sơn, đó là địa bàn Dương Diệp cố ý lưu cho các đại yêu. Những đại yêu này vẫn tương đối ưa thích ở trong núi lớn. Bất quá Dương Diệp biết những đại yêu này rất xem trọng địa bàn, bởi vậy bất kể là Tiểu Ngưu hay Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ, hắn đều rõ ràng quy định địa bàn của chúng, không được sằng bậy. Hắn cũng không muốn mấy con đại yêu này đánh nhau, tuy cảnh giới thực lực của Tiểu Ngưu không bằng Thái Cổ Lệ Hổ, nhưng nếu Tiểu Ngưu cầm khai thiên phủ, vẫn có thể đánh với Thái Cổ Lệ Hổ một trận. Về phần Thái Cổ Chân Long, Dương Diệp còn chưa phát hiện chỗ lợi hại của nó, bất quá gia hỏa này hẳn sẽ không yếu. Dù sao cũng là Thái Cổ Chân Long a. Bên ngoài hồng mông tháp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chúc mừng, lại được một trợ thủ đắc lực, hiện tại, ta nên vì những người bên ngoài kia lo lắng a. Đại yêu. Theo nàng biết, trong hồng mông tháp của Dương Diệp đã có hai con đại yêu, ngoại trừ tiểu nữ hài thần bí kia, hai con đại yêu này. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép phá giới cảnh bình thường. Linh tổ dứt lời, tay nàng đột nhiên thò tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng nắm chắc. Trong chốc lát, ở ngoài mấy trăm dặm, một bình chướng linh khí vô hình ngưng hiện, đạo linh khí vô hình này tầng tầng lớp lớp, hợp thành một tường thành vô cùng dày. Mà lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên kéo vai Dương Diệp, sau đó thân hình run lên, mang theo Dương Diệp biến mất ở xa xa. Dương Diệp phát hiện,
thần sắc của Nam Ly Mộng cực kỳ ngưng trọng. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, một bàn tay tấn công về phía Dương Diệp và Nam Ly Mộng, rất nhanh, cái tay kia đi tới bích trướng, nó nhẹ nhàng vung lên, những bích trướng kia lập tức sụp đổ. Xa xa, Nam Ly Mộng như cảm nhận được cái gì, nàng ngừng lại, hai người quay đầu. Giờ phút này, hai người đã thấy cái tay kia rồi. Hai mắt Nam Ly Mộng híp lại, sau một khắc, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng, thoáng qua, mảnh lá cây hóa thành kim quang kích bắn đi, bầu trời kim quang tỏa sáng. Vô số kim quang như sóng chiều chấn động đi. Cái tay kia có chút dừng lại, ngay sau đó một giọng nói vang lên. Con sâu cái kiến. Thanh âm rơi xuống, cái tay kia nhẹ nhàng quét qua. Như gió thu cuốn hết lá vàng, toàn bộ kim quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Nam Ly Mộng âm trầm, thực lực của đối phương nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, trong cơ thể, dưới chân núi Huyền Không Sơn, thập vạn kiếm trận dục dịch. Buồn cười. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, theo thanh âm này vang lên, một cái ghế xuất hiện ở trên không trung, thoáng qua, một cỗ uy áp cường đại bao phủ Dương Diệp và Nam Ly Mộng. Cảm giác hít thở không thông. Dương Diệp và Nam Ly Mộng nhìn nhau, Nam Ly Mộng cười khổ nói. Lần này sợ là bại, không nghĩ tới, Nam Ly Mộng ta lại sẽ cùng một nam nhân chết chung một chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái ghế ở bầu trời, tay phải nắm chặt kiếm tổ. Hắn biết, hắn cùng với Nam Ly Mộng căn bản không phải đối thủ của người kia. Nhưng coi như không phải đối thủ, cũng phải chiến một trận. Nam tử trên chiếc ghế dựa nói. Không nghĩ tới. Sau mấy vạn năm, Vĩnh Hằng chi giới sẽ xuất hiện một linh tổ, hơn nữa còn không xuất hiện ở Vĩnh Hằng quốc độ, xem ra lúc này đây, trời cao không có đứng ở bên Vĩnh Hằng quốc độ rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Các hạ là hoang tộc. Nam tử cười nói. Tại sao không cầu xin tha thứ? Dương Diệp cười nói. Cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ. Nam tử nói. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta. Ta có thể thả ngươi cùng nữ nhân này rời đi. Với ta mà nói, hai người các ngươi yếu để cho ta một chút hứng thú cũng không có. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bầu trời kích xả tới. Kiếm quang lướt qua chân trời, trực chỉ nam tử trên ghế dựa. Hai mắt của nam tử trên ghế dựa híp lại, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó oanh ra một quyền. Kiếm chí. Xuy. Như có cái gì bị xé nứt. Toàn bộ bầu trời đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Kiếm tu đi tới trước ghế, nhìn nam tử trên ghế dựa. Cường giả, không phải như ngươi. Khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy cường giả nên như thế nào? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giống như ta vậy. Ha ha. Nam tử cười phá lên. Giống như ngươi, kiếm tu, chuyện hôm nay. Bản đế nhớ kỹ. Ngày sau, bản đế sẽ lấy đầu của ngươi. Thanh âm rơi xuống, nam tử cùng cái ghế kia chậm rãi hư ảo. Thời điểm nam tử kia sắp triệt để hư ảo, kiếm tu kia nhẹ gật đầu. Ta chờ ngươi. Nam tử cùng cái ghế kia triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu quay người, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Ly Mộng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Có thể tâm sự không? Dương Diệp cười nói. Tự nhiên. Nam Ly Mộng nói. Ta ở bên kia chờ ngươi. Nói xong, nàng muốn rời đi, lúc này kiếm tu kia đột nhiên nói. Đạo của ngươi không tệ. Thân thể Nam Ly Mộng cứng đờ, quay người nhìn về phía kiếm tu. Thật sự. Kiếm tu mỉm cười. Đại đạo ngàn ngàn vạn, bất kỳ đạo nào cũng bất phàm, đương nhiên, này phải xem người đi. Nam Ly Mộng cười cười, sau đó nói. Ta có thể ghi ngươi lại không? Kiếm tu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Nam Ly Mộng, đột nhiên hắn bấm tay điểm một cái, một tia kiếm quang xông vào thư tịch, ở trang cuối cùng xuất hiện một đạo kiếm quang. Nam Ly Mộng nhìn kiếm tu thi lễ. Đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cùng ta đi một chút. Dương Diệp gật đầu, hai kiếm tu đi chầm chầm, trên bờ vai Dương Diệp. Tiểu Bạch thỉnh thoảng quan sát vị kiếm tu kia. Kiếm tu nói. Ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính cường giả?
Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giống như người ta. Kiếm tu lắc đầu cười cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, ánh mắt của Dương Diệp cũng rơi vào trên thân kiếm, kiếm kia khẽ run lên, sau đó kiếm ra khỏi vỏ, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm, nhưng kiếm không phản kháng. Thanh kiếm này, chính là năm đó Tiêu Dao Tử hủy diệt, sau đó Dương Diệp ngẫu nhiên gặp được, chữa trị nó lại như lúc ban đầu. Giờ phút này, thanh kiếm này hiển nhiên cũng nhận thức Dương Diệp, bởi vậy chủ động chào hỏi Dương Diệp. Kiếm tu nói, nó còn nhận ra ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao Tử, đợi hắn nói tiếp. Tiêu Dao Tử mỉm cười. Năm đó ở kiếm tông, ta ngẫu nhiên cảm ngộ, vì vậy buông tha hết thảy, cầu đạo bốn phía, cho đến ta đã tìm được bản tâm của mình, đi tới hôm nay. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong quá trình này, ta gặp rất nhiều người, nhưng có thể để cho ta ghi nhớ lại không nhiều, trong đó có phụ thân ngươi, hắn là người để cho ta kính nể. Mặc dù thực lực của cha ngươi không bằng người vừa rồi, nhưng ở trong lòng ta, phụ thân ngươi mới là cường giả chân chính. Hơn nữa, nếu như phụ thân ngươi còn sống, tương lai thành tựu, nhất định có thể vượt qua người vừa rồi. Đáng tiếc, hắn dùng tình quá sâu. Dương Diệp nhìn Tiêu Dao Tử, hai tay kìm lòng không được nắm lại. Tiêu Dao Tử khẽ cười nói. Cường giả, cái gì mới là cường giả? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết ta thua ngươi ở địa phương nào không? Thua mình. Dương Diệp khó hiểu. Tiêu Dao Tử cười nói. Kiếm của ta, nó nguyện ý trở thành kiếm của ngươi, ngươi hẳn có thể cảm giác được, nó không hề kháng cự ngươi, nhưng huyết kiếm trên người ngươi, nó sẽ không trở thành kiếm của ta. Kiếm tổ nguyện ý trở thành kiếm của Tiêu Dao Tử sao? Để cho kiếm tổ ở giữa Dương Diệp và Tiêu Dao Tử làm lựa chọn, không hề nghi ngờ, kiếm tổ khẳng định lựa chọn Dương Diệp. Nó có cảm tình, là cảm tình chân chính. Lúc này Tiêu Dao Tử lại nói. Bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thế nhưng kiếm của ngươi, linh tổ trên người ngươi, bọn hắn sẽ không bởi vì ta mạnh mẽ mà đi theo ta. Sở dĩ ngươi để cho ta cảm thấy đáng giá chờ đợi, trong đó có một điểm, chính là ngươi đối xử thành thực với mọi người. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trên bả vai Dương Diệp, sau đó cười nói. Thế nhân nhìn nàng là linh tổ, mà ở trong lòng ngươi, lại chỉ coi nàng như người thân. Nói đến đây. Đột nhiên hắn vỗ vai Dương Diệp. Trên người ngươi, nhân quả quá nhiều, bởi vì ngươi quan tâm người rất nhiều. Ngươi cái gì cũng muốn thủ hộ, cũng chính vì vậy, ngươi không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi mạnh, cùng ta mạnh, là hoàn toàn khác biệt, ngươi là vì muốn bảo vệ mà trở nên mạnh mẽ, mà ta mạnh, đơn thuần là muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta đánh không lại ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Tiêu Dao Tử cười nói. Đó là bởi vì ta sinh ra sớm hơn ngươi vô số năm. Hơn nữa, hữu tình, so với vô tình càng khó đi. Thế tục có đôi lời, gọi học giỏi 3 năm, học xấu 3 ngày, vô tình, chính là ném hết thảy, đối với người ngoan tâm mà nói, này không khó, nhưng hữu tình bất đồng, hữu tình, gánh vác trách nhiệm, buông trách nhiệm nhẹ nhõm, chủ động gánh trách nhiệm, khó, khó, khó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tam thiên đại đạo, tình đạo đứng đầu, bởi vì thế giới này, nếu như không có tình, người nói, nó sẽ là một thế giới như thế nào. Bất quá bây giờ, tình đạo đang từ từ bị mọi người vứt bỏ, bởi vì tình đạo quá khó đi. Dương Diệp trầm mặc, tình, kỳ thật hắn cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không có suy nghĩ đại đạo trường sinh gì, cho tới nay, ở trong lòng hắn, người bên cạnh sống vui vẻ là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, sự tình thường thường không như ý. Tiêu Dao Tử cười cười, sau đó nói. Giới này, đã không có địa phương nào để cho ta cảm giác có ý tứ. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, bất quá ta hy vọng, lần sau gặp nhau, người ta có thể chiến một lần, chân chính chiến một lần. Đương nhiên, còn có một điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta đến từ huyền giả đại lục, đó là thế giới của chúng ta. Nói xong, Tiêu Dao Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt Dương Diệp. Thanh kiếm của Tiêu Dao Tử nhẹ nhàng chạm tay của Dương Diệp, sau đó quay người biến mất ở cuối chân trời. Huyền giả đại lục. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Khẳng định sẽ không quên. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch quay người đi xa. Cửa vào Thái Cổ chiến trường,
lúc này nơi đây đã tụ tập gần 8 vị phá giới cảnh. Trong đó Trường Sinh môn môn chủ Lý Trường Sinh, Tung Hoành đạo đạo chủ Mạc đạo tử, Tạo Hóa tông Vũ Văn Khâu còn có Hàn Phi Nhi Trường Sinh giáo đều xuất hiện. Đợi, đều đang đợi vị kiếm tu kia. Trừ lần đó ra, một ít cường giả đã từ Vĩnh Hằng Chi Hà chạy về, cũng đang rối rít tới. Thái cổ chiến trường là lợi ích lớn nhất của mấy thế lực ở Vĩnh Hằng Chi giới, kiếm tu kia đâm thủng cấm chế nơi đây, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Mấy phe thế lực nhất trí cho rằng, nên giết gà dọa khỉ cho thế người nhìn một chút. Lần này cầm đầu là Trường Sinh môn môn chủ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cánh cửa kia, sau đó nói. Chư vị, thực lực của kiếm tu kia có thể nói cực kỳ mạnh, hẳn là phá giới cảnh đỉnh phong, thậm chí là nhị giới, đợi tí nữa kính xin chư vị không nên nương tay, xuất toàn lực, nhất kích tất sát người này. Ta có thể ghi ngươi lại không? Kiếm tu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Nam Ly Mộng, đột nhiên hắn bấm tay điểm một cái, một tia kiếm quang xông vào thư tịch, ở trang cuối cùng xuất hiện một đạo kiếm quang. Nam Ly Mộng nhìn kiếm tu thi lễ. Đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cùng ta đi một chút. Dương Diệp gật đầu, hai kiếm tu đi chầm chầm, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch thỉnh thoảng quan sát vị kiếm tu kia. Kiếm tu nói, ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính cường giả? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như ngươi ta. Kiếm tu lắc đầu cười cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, ánh mắt của Dương Diệp cũng rơi vào trên thân kiếm, kiếm kia khẽ run lên, sau đó kiếm ra khỏi vỏ, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm, nhưng kiếm không phản kháng. Thanh kiếm này, chính là năm đó Tiêu Dao Tử hủy diệt. Sau đó Dương Diệp ngẫu nhiên gặp được, chữa trị nó lại như lúc ban đầu. Giờ phút này, thanh kiếm này hiển nhiên cũng nhận thức Dương Diệp, bởi vậy chủ động chào hỏi Dương Diệp. Kiếm tu nói, nó còn nhận ra ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao Tử, đợi hắn nói tiếp. Tiêu Dao Tử mỉm cười. Năm đó ở Kiếm Tông, ta ngẫu nhiên cảm ngộ, vì vậy buông tha hết thảy, cầu đạo bốn phía, cho đến ta đã tìm được bản tâm của mình. Đi tới hôm nay. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong quá trình này, ta gặp rất nhiều người, nhưng có thể để cho ta ghi nhớ lại không nhiều, trong đó có phụ thân ngươi, hắn là người để cho ta kính nể. Mặc dù thực lực của cha ngươi không bằng người vừa rồi, nhưng ở trong lòng ta, phụ thân ngươi mới là cường giả chân chính. Hơn nữa, nếu như phụ thân ngươi còn sống, tương lai thành tựu, nhất định có thể vượt qua người vừa rồi. Đáng tiếc. Hắn dùng tình quá sâu. Dương Diệp nhìn Tiêu Dao Tử, hai tay kìm lòng không được nắm lại. Tiêu Dao Tử khẽ cười nói. Cường giả, cái gì mới là cường giả? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết ta thua ngươi ở địa phương nào không? Thua mình. Dương Diệp khó hiểu. Tiêu Dao Tử cười nói. Kiếm của ta, nó nguyện ý trở thành kiếm của ngươi, ngươi hẳn có thể cảm giác được, nó không hề kháng cự ngươi. Nhưng huyết kiếm trên người ngươi, nó sẽ không trở thành kiếm của ta. Kiếm tổ nguyện ý trở thành kiếm của Tiêu Dao Tử sao? Để cho kiếm tổ ở giữa Dương Diệp và Tiêu Dao Tử làm lựa chọn, không hề nghi ngờ, kiếm tổ khẳng định lựa chọn Dương Diệp. Nó có cảm tình, là cảm tình chân chính. Lúc này Tiêu Dao Tử lại nói, bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thế nhưng kiếm của ngươi, linh tổ trên người ngươi. Bọn hắn sẽ không bởi vì ta mạnh mẽ mà đi theo ta. Sở dĩ ngươi để cho ta cảm thấy đáng giá chờ đợi, trong đó có một điểm, chính là ngươi đối xử thành thực với mọi người. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trên bả vai Dương Diệp, sau đó cười nói. Thế nhân nhìn nàng là linh tổ, mà ở trong lòng ngươi, lại chỉ coi nàng như người thân. Nói đến đây, đột nhiên hắn vỗ vai Dương Diệp. Trên người ngươi, nhân quả quá nhiều. Bởi vì ngươi quan tâm người rất nhiều. Ngươi cái gì cũng muốn thủ hộ, cũng chính vì vậy, ngươi không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi mạnh, cùng ta mạnh, là hoàn toàn khác biệt, ngươi là vì muốn bảo vệ mà trở nên mạnh mẽ, mà ta mạnh, đơn thuần là muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta đánh không lại ngươi. Dương Diệp cười khổ nói. Tiêu Dao Tử cười nói. Đó là bởi vì ta sinh ra sớm hơn ngươi vô số năm. Hơn nữa, hữu tình. So với vô tình càng khó đi. Thế tục có đôi lời, gọi học giỏi 3 năm, học xấu 3 ngày,
vô tình, chính là ném hết thảy. Đối với người ngoan tâm mà nói, này không khó, nhưng hữu tình bất đồng, hữu tình, gánh vác trách nhiệm, buông trách nhiệm nhẹ nhõm, chủ động gánh trách nhiệm, khó, khó, khó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tam thiên đại đạo, tình đạo đứng đầu, bởi vì thế giới này, nếu như không có tình, người nói, nó sẽ là một thế giới như thế nào? Bất quá bây giờ, tình đạo đang từ từ bị mọi người vứt bỏ, bởi vì tình đạo quá khó đi. Dương Diệp trầm mặc, tình, kỳ thật hắn cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không có suy nghĩ đại đạo trường sinh gì, cho tới nay, ở trong lòng hắn, người bên cạnh sống vui vẻ là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, sự tình thường thường không như ý. Tiêu Dao Tử cười cười, sau đó nói, giới này, đã không có địa phương nào để cho ta cảm giác có ý tứ. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, bất quá ta hy vọng, lần sau gặp nhau, người ta có thể chiến một lần. Chân chính chiến một lần. Đương nhiên, còn có một điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta đến từ huyền giả đại lục, đó là thế giới của chúng ta. Nói xong, Tiêu Dao Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt Dương Diệp, thanh kiếm của Tiêu Dao Tử nhẹ nhàng chạm tay của Dương Diệp, sau đó quay người biến mất ở cuối chân trời. Huyền giả đại lục. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Khẳng định sẽ không quên. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch quay người đi xa. Cửa vào Thái Cổ chiến trường, lúc này nơi đây đã tụ tập gần 8 vị phá giới cảnh. Trong đó Trường Sinh môn môn chủ Lý Trường Sinh, Tung Hoành đạo đạo chủ Mạc đạo tử, Tạo Hóa tông Vũ Văn Khâu còn có Hàn Phi Nhi Trường Sinh giáo đều xuất hiện. Đợi, đều đang đợi vị kiếm tu kia. Trừ lần đó ra, một ít cường giả đã từ Vĩnh Hằng Chi Hà chạy về, cũng đang rối rít tới. Thái Cổ chiến trường là lợi ích lớn nhất của mấy thế lực ở Vĩnh Hằng Chi Giới, kiếm tu kia đâm thủng cấm chế nơi đây, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Mấy phe thế lực nhất trí cho rằng, nên giết gà dọa khỉ cho thế người nhìn một chút. Lần này cầm đầu là Trường Sinh môn môn chủ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cánh cửa kia, sau đó nói. Chư vị, thực lực của kiếm tu kia có thể nói cực kỳ mạnh, hẳn là phá giới cảnh đỉnh phong, thậm chí là nhị giới. Đợi tí nữa kính xin chư vị không nên nương tay, xuất toàn lực, nhất kích tất sát người này. Nghe được lời của Lý Trường Sinh, mọi người đều gật đầu. Thái cổ chiến trường này, là tài sản của mấy thế lực bọn hắn, không cho phép người khác nhúng chàm. Kiếm tu kia trắng trợn phá vỡ kết giới, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn hắn. Giết gà dọa khỉ. Chúng cường giả lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Một kiếm tu đột nhiên từ trong cánh cổng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy kiếm tu này, khí tức các cường giả lập tức tản ra, những khí tức này như thủy triều dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt, kiếm tu kia đã bị những khí tức này gắt gao vây khốn. Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua bốn phía. Làm cái gì? Lý Trường Sinh đi tới trước mặt Tiêu Dao Tử, cười lạnh. Làm cái gì? Các hạ có biết, Thái Cổ chiến trường này chính là tài sản của chúng ta, các lạ phá vỡ cấm chế nơi đây. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chúng ta, người nói chúng ta muốn làm cái gì. Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Ta không muốn xuất kiếm. Vì cái gì? Lý Trường Sinh cười nói. Không dám sao? Tiêu Dao Tử lắc đầu, ca. Là ngươi quá yếu, bất quá cũng không có quan hệ gì. Nói xong, Tiêu Dao Tử đã xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Sinh, mà thân thể Lý Trường Sinh đã cương cứng, hai mắt hắn trợn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiêu Dao Tử không có nói gì, cầm kiếm chậm rãi mà đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, đầu của Lý Trường Sinh từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Sắc mặt mọi người trắng bệch, giống như hóa đá. Đã chết. Đường đường Trường Sinh môn môn chủ lại chết như vậy, mà bọn hắn ngay cả kiếm tu kia xuất kiếm như thế nào cũng không thấy rõ. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Coi thường. Kiếm tu kia không nhìn bọn hắn, vì cái gì coi thường? Bởi vì bọn họ quá yếu. Vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Trong Thái Cổ chiến trường, trên đỉnh Hạp Cốc, Dương Diệp và Nam Ly Mộng ngừng lại, mà ở cách đó không xa, là Thái Cổ Lệ Hổ. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Nếu ngươi có sự tình, có thể rời đi trước. Nam Ly Mộng cười nói. Nếu đi cùng, tự nhiên nên cùng một chỗ rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu,
không có nói gì, hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra thần huyết, hắn đổ ra một giọt nuốt vào, thần huyết mới vừa vào bụng, Dương Diệp liền cảm thấy dường như nuốt một cái bàn ủi. Đau nhức. Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu hấp thu lực lượng của giọt thần huyết kia. Lực lượng thần huyết giống như sóng chiều không ngừng kích thích nhục thể của Dương Diệp, không chỉ như thế, cả người hắn còn bắt đầu cháy rực. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Kiếm Kinh hơi đổi, lực lượng thần huyết nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá còn tốt, Dương Diệp có vô số hồng mông tử khí đang không ngừng chữa trị nhục thể, làm cho nhục thể của hắn không đến mức trong thời gian ngắn bị lực lượng thần huyết phá hủy. Bất quá Kiếm Kinh vẫn còn có chút lo lắng Dương Diệp nhịn không được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Thái Cổ Lệ Hổ, khóe miệng nổi lên nụ cười, Thái Cổ Lệ Hổ này không chỉ phòng bị sinh linh chung quanh, còn phòng bị cả nàng. Bất quá cái này cũng bình thường, đừng nói Dương Diệp sẽ không chính thức tín nhiệm nàng, nàng cũng sẽ không chính thức tín nhiệm Dương Diệp. Hai người bọn họ, còn không tính là bằng hữu. Trong Hồng Mông Tháp, thân thể Dương Diệp càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng, thân thể hắn giống như bị đốt thấu, làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh Dương Diệp, thần sắc Kiếm Kinh cực kỳ ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì một cỗ ý thức vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ý thức? Rất nhanh, Dương Diệp minh bạch đó là ý thức gì? Đó là ý thức còn sót lại của thần thú. Mà giờ khắc này, cỗ ý thức kia lại đang bản năng trấn áp ý thức của hắn. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, vội vàng ổn định tâm thần, trấn áp cỗ thần thức kia. Thời gian dần trôi qua, trên trán Dương Diệp không ngừng hiển hiện mồ hôi lạnh. Lực lượng của cỗ thần thức kia vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho dù hắn sử dụng toàn lực, cũng không làm gì được đối phương. Mà đối phương thì không ngừng áp chế, tiếp tục như thế, cỗ thần thức kia sẽ nắm giữ quyền khống chế thân thể. Mình sẽ biến thành người khác. Vừa nghĩ tới đó, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn. Hắn tuyệt đối không cho phép mình biến thành một người khác. Thần sắc Dương Diệp càng ngày càng dữ tợn, đến cuối cùng, đã triệt để vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Kinh nhíu mày. Không biết trải qua bao lâu, trong thức hải của Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, trong chốc lát, thất khiếu hắn tuôn ra máu tươi, nhưng khóe miệng Dương Diệp lại nổi lên một nụ cười. Vốn trong lòng Kiếm Kinh có chút khiếp sợ, nhưng thấy dáng tươi cười ở khóe miệng Dương Diệp, nàng lại ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, nhục thể của hắn cũng đang phát sinh lột xác. Một lát sau, thân thể Dương Diệp đã đình chỉ biến hóa, nhưng khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, giống như không có phần cuối. Kỳ thật, cỗ khí tức này đã vượt qua khí tức của hư chân cảnh, thậm chí coi như là giới chân cảnh cũng kém xa. Thăng liền hai cấp, Kiếm Kinh nhíu mày. Cảnh giới tăng nhanh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Tăng lên càng nhanh, liền đại biểu cảnh giới càng hư nhược, loại hư nhược này, tương đương với trụ cột bất ổn, ngày sau tùy tiện đụng một cái sẽ để sụp đổ. Đúng lúc này, khí tức quanh người Dương Diệp đột nhiên càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, đã trở về như lúc ban đầu. Lúc này Dương Diệp mở mắt. Một bên, đồng tử Kiếm Kinh hơi co lại. Ngươi! Dương Diệp thở một hơi thật dài, sau đó đứng lên, hắn nhìn thân thể của mình, giờ phút này, thân thể của hắn cùng lúc trước kỳ thật cũng không có gì khác nhau, nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đã đạt tới giới chân cảnh. Thân thể tăng lên, nhưng cảnh giới không có tăng, không chỉ không tăng, ngược lại còn bị hắn áp trở về đạo chân cảnh. Hắn giờ phút này, từ hư chân biến thành đạo chân. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiếm Kinh trầm giọng hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, cười nói. Ngươi thấy được còn hỏi. Vì cái gì? Kiếm Kinh khó hiểu. Dương Diệp nói khẽ. Vừa rồi ta thôn phệ giọt thần huyết kia ác, còn có ý thức còn sót lại của thần huyết, có thể nói, nếu như ta nguyện ý, có thể trực tiếp đạt tới giới chân cảnh. Nhưng ta muốn đi ngược thử xem. Đi ngược. Kiếm Kinh nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nói. Ta muốn không ngừng áp chế cảnh giới của mình, ép đến một ngày ta ép không được, sau đó chờ nó bộc phát, ta muốn nhìn một chút cái kia sẽ là tình cảnh như thế nào. Núi lửa bộc phát. Kiếm Kinh nghĩ tới bốn chữ này. Một ngọn núi lửa, tích góp càng lâu, khi nó bùng nổ ra, uy lực sẽ càng lớn.
mà hiện tại Dương Diệp chính là muốn mình biến thành núi lửa, sau đó không ngừng rèn luyện mình. Kiếm Kinh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi áp chế cảnh giới của mình, thực lực của ngươi không giảm, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười nói. Kiếm đạo của ta, lực lượng của ta, sẽ không bởi vì cảnh giới bị áp chế mà biến yếu. Trái lại, ta càng áp chế, trụ cột lại càng vững chắc, ngày sau thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài phòng tu luyện. A Tú bất quá là giới chân cảnh, nhưng thực lực của nàng, có thể đơn giản miểu sát phá giới cảnh, thậm chí nhị giới tam giới cũng không phải đối thủ của nàng. Trụ cột của nàng, cường đại trước đó chưa từng có. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi chuẩn bị áp chế tới khi nào? Dương Diệp cười nói. Áp chế tới thời điểm ép không được. Trong lúc này, ta sẽ không ngừng tăng cường lực lượng thân thể, thần hồn, kiếm đạo của ta, cảnh giới thần trang làm phụ, lực lượng và kiếm đạo làm chủ. Kiếm Kinh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Áp chế cảnh giới, ta chưa từng gặp qua, bất quá ta cảm thấy có thể thực hiện. Ở thời điểm áp chế, ngươi có thể đánh bóng trụ cột đến mức tận cùng. Chuyện này đối với ngươi ngày sau mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá ngươi cũng phải hiểu, áp chế quá lâu, giống như thổi khí cầu, có thể thổi mạnh, có thể thổi rất lớn, nhưng cũng có thể sẽ nổ tung. Dương Diệp cười nói, ta minh bạch, sẽ lượng sức mà làm. Kiếm Kinh quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi bây giờ, phá giới cảnh bình thường hẳn không làm gì được ngươi. Phá giới cảnh, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Trong nháy mắt có thể diệt. Kiếm Kinh mỉm cười. Dương Diệp cũng không rời Hồng Mông Tháp, mà đi tới phía sau Huyền Không Sơn, hắn đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long nằm sấp ở trên một tảng đá, hình như là đang ngủ. Dương Diệp phát hiện, hình thể của Thái Cổ Chân Long so với mới đầu lớn hơn gấp bội, hơn nữa khí tức cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Là vì quả trái cây kia. Kiếm Kinh nói với hắn, từ khi Thái Cổ Chân Long ăn trái cây mà Tiểu Bạch cho nó, Thái Cổ Chân Long bắt đầu ngủ suốt ngày, sau đó hình thể và khí tức của nó mỗi ngày trở nên mạnh mẽ. Ngủ chính là tu luyện. Đây là lời của Kiếm Kinh. Được trời yêu ái. Nếu như không phải gặp Nhị Nha và Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long này tuyệt đối là tồn tại vô cùng hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc, ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha, nó thật quá bi kịch. Dương Diệp không có quấy rầy Thái Cổ Chân Long, hắn đi tới địa bàn của Tiểu Ngưu, chứng kiến Dương Diệp đến. Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, hắn quan sát Tiểu Ngưu một chút, lúc này Tiểu Ngưu đã là giới chủ cảnh đỉnh phong, nếu như cho Tiểu Ngưu khai thiên phủ, chiến lực của Tiểu Ngưu tuyệt đối không kém Thái Cổ Lệ Hổ tu vi nhị giới. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Tiểu Ngưu, sau đó xoay người rời đi. Hắn lại đi cung điện của Nhị Nha một chuyến, cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch chơi đùa một lát, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Đi thôi, nên đi ra rồi. Quang Minh Chính Đại ra ngoài. Nam Ly Mộng cười hỏi. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Nếu không thì như thế nào? Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp quay người nhìn về phía cửa ra vào của Thái Cổ Chiến Trường. Hôm nay lão tử muốn giết người. Muốn giết người. Dương Diệp hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, người đối đãi hắn như thế nào, hắn tự nhiên đối đãi người khác như thế ấy. Tốt, hoàn lại gấp trăm lần, kẻ thù, cũng báo gấp trăm lần. Dương Diệp bảo Thái Cổ Lệ Hổ về Hồng Mông Tháp, sau đó cùng Nam Ly Mộng đi ra Thái Cổ Chiến Trường. Trên đường, Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Theo ta được biết, phía sau ngươi cũng có một thế lực. Nam Trang. Nam Ly Mộng nói khẽ, một thế lực chuyên môn thu thập tình báo, thế lực này hiểu rõ chuyện tình của vạn giới vũ trụ, đương nhiên là những đại sự phát sinh ở trong vũ trụ. Ví dụ như lúc trước hư linh tộc và bất tử tộc đại chiến ở đại thiên vũ trụ, thế lực này cũng biết rõ ràng. Dương Diệp nói, ngươi ở trong đó có địa vị gì? Nam Ly Mộng cười nói, trưởng lão vinh dự, không có thực quyền, ta cùng bọn hắn, kỳ thật chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Trong chiến dịch vây quét người của A Tú, có phần của bọn hắn không? Nam Ly Mộng lắc đầu. Không có. Dương Diệp nhìn Nam Ly Mộng cười cười. Không có lừa ngươi, thực sự không có. Tuy bọn hắn cũng ngấp nghé Tiểu Bạch, nhưng không có dùng phương pháp cực đoan.
có những Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, thế lực nào tham dự? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Oan Oan tương báo khi nào mới dứt, như vậy đi, ta nguyện ý ra mặt thay ngươi điều giải với bọn họ, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Nói như thế nào? Nam Ly Mộng nói. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ, xác thực có thể nghiền ép những phá giới cảnh bình thường kia, nhưng mấy thế lực này, truyền thừa vô số năm, bọn hắn không thể một chút át chủ bài cũng không có, hơn nữa cường giả chân chính của bọn hắn đều ở Vĩnh Hằng Chi Hà, mà bây giờ, những người kia đã chạy về. Nói thật, nếu như ngươi lựa chọn động thủ, trận giết chóc này sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Còn có thủ giới giả. Bọn hắn sẽ không đứng ở bên ngươi. Dương Diệp nói. Lúc trước vây quét A Tú, bọn hắn cũng ở trong đó, đúng không? Nam Ly Mộng nhẹ gật đầu. Phải. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Bọn hắn với tư cách thủ giới giả của giới này, không phải nên công bằng sao? Nam Ly Mộng nói. Công bằng, nhiều khi rất công bình. Nhưng hai chữ này là đối với người nào? Ngươi nên rõ ràng, thế gian này, không có công bằng tuyệt đối. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Bởi vì đại môn ở trước mặt. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp. Ngươi thật muốn đi đường này. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đi đường này, sẽ mang đến cho ngươi giết chóc vô cùng vô tận. Ngươi tương đương với đang đối địch cả Vĩnh Hằng Chi Giới. Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Là ta muốn đối địch với bọn hắn, hay đám bọn hắn muốn đối địch với ta? Về phần ngươi nói điều giải, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không điều giải, trừ khi ta giết bọn họ máu chảy thành sông, giết bọn hắn thây ngang khắp đồng, chờ bọn hắn đánh không lại ta, khi đó bọn hắn mới có thể nguyện ý cùng ta đàm phán, mới có thể cùng ta điều giải, đúng không? Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Bảo trọng. Nói xong, nàng đi ra cánh cổng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp cười lớn một tiếng, cầm kiếm đi ra ngoài. Ngoài cửa, theo một đạo kiếm quang thoáng hiện, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngự kiếm lăng không. Nhưng đi không lâu, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp cũng không nhận ra người này. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới người gan lớn như vậy, hiện tại còn dám quay về Vĩnh Hằng Chi Giới. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão giả cười lạnh. Lão phu Tạo Hóa Tông phó tông chủ, Vô Nhạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt lão giả, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chém xuống một cái. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một chiêu này, đúng là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật mà Dương Diệp đã rất lâu chưa từng dùng qua. Thời điểm kiếm ra khỏi vỏ. Cả thiên địa trực tiếp hư ảo. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, coi trọng chính là lực bạo phát, cũng chính là nhanh, hung ác. Mà muốn nhanh, hung ác, phải cần lực lượng thân thể cường đại, mà hắn hiện tại, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, còn có huyền cổ chi khí, không chỉ như thế, nắm giữ lực lượng cũng vượt xa lúc trước, có thể nói, hiện tại hắn thi triển ra Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đã vượt xa Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lúc trước. Thời điểm Dương Diệp thi triển ra một kiếm, sắc mặt Vô Nhạc đại biến, thời khắc nguy cấp, chân phải hắn đạp mạnh. Cả người liên tục lùi lại. Nhưng không quản hắn lùi lại như thế nào, đỉnh đầu hắn cũng có một thanh kiếm rơi xuống. Giờ khắc này, Vô Nhạc chân chính sợ rồi. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Răng rắc. Không gian xung quanh nổ bể ra, sau một khắc, Vô Nhạc đánh tới một quyền. Thế giới chi lực. Một uy quyền, có thể phá thế giới. Quyền kiếm chạm vào nhau. Ầm. Theo một tiếng nổ vang. Cánh tay phải của lão giả kia hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, cả người bay thẳng ra ngoài, đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy, kiếm quang xuyên qua bụng lão giả. Hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, chỉ có lực lượng nhất giới, nhưng thế giới chi lực kia, lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Trong tay lão giả có một phù ấn, hắn muốn bóp nát phù ấn. Để cho người trong tông môn biết thực lực của Dương Diệp, nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp bóp nát phù ấn,
một tia kiếm quang đã phá hủy thân thể của hắn. Trên không trung, Dương Diệp thu kiếm, quay người rời đi. Kiếm khư chi địa. Dương Diệp lần nữa đi tới kiếm khư chi địa, kiếm u ngồi ở trước một gốc cây, bên cạnh nàng cắm một thanh cự kiếm. Đột nhiên nàng mở mắt, nhìn về phía bên cạnh, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Kiếm u quan sát Dương Diệp một chút, đi qua Bắc Hoang kiếm tông rồi hả? Dương Diệp gật đầu. Kiếm u trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Biết năm đó vì sao Bắc Hoang kiếm tông bị diệt không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Biết một ít. Kiếm u nhìn Dương Diệp, chờ đợi hắn nói. Dương Diệp nói. Bắc Hoang kiếm tông tông chủ quá cao điệu. Tóm lại, là cường giả bên Vĩnh Hằng vũ trụ làm. Vĩnh Hằng vũ trụ. Kiếm u trầm mặc hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm khư. Kỳ thật, gia tộc ta đã đoán được một ít, bởi vì thanh kiếm kia, rất có thể tới từ Vĩnh Hằng vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Kiếm u trầm mặc. Làm như thế nào? Bởi vì Tiểu Bạch, có thể nói. Dương Diệp cùng các thế lực kia căn bản không có khả năng điều giải. Trừ khi Dương Diệp nguyện ý nhượng ra Tiểu Bạch, chỉ cần nhượng ra Tiểu Bạch, các thế lực kia tuyệt đối sẽ không đến gây phiền toái. Dương Diệp bây giờ, không người nào nguyện ý trêu chọc. Nhưng Dương Diệp có thể nhường ra Tiểu Bạch sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Kiếm U khẽ lắc đầu. Bảo trọng. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi đã từng trợ giúp, nếu có cần, cứ việc nói. Kiếm U trầm mặc một lát, sau đó nói. Được. Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Tại chỗ, Kiếm U thấp giọng thở dài. Dương Diệp đi không bao lâu, một lão giả mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cỗ uy áp cường đại chắn Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, thần sắc hắn bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ. Khi hắn quang minh chính đại từ thái cổ chiến trường đi ra, phiền toái nên tới đều sẽ tới. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Lão phu thủ giới giả. Thủ giới giả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, hắn không nghĩ tới đến tìm hắn trước dĩ nhiên là thủ giới giả. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Như thế nào, có việc. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Các hạ đã có thực lực phá giới, theo quy củ. Các hạ không thể tiếp tục dừng lại ở Vĩnh Hằng chi giới. Quy củ. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão giả áo đen. Nói một chút, là quy củ của người nào? Ai đặt? Hai mắt lão giả áo đen híp lại. Dương Diệp, cái quy củ này, là từ thái cổ truyền xuống, bất kỳ người nào cũng phải tuân thủ, người không nên sai lầm. Sai lầm. Dương Diệp dừng bước, hắn nở nụ cười. Đừng nói quy củ với ta. Lúc trước mấy vị cường giả phá giới ở chỗ này vây công A Tú, khi đó các ngươi đang làm gì? Các ngươi nói qua quy củ không? Đương nhiên, ta cũng hiểu, cái gọi là quy củ, cho tới bây giờ đều là tiêu chuẩn hai chiều, đối với người khác giảng quy củ, đối với mình thì không có quy củ, ta lý giải, cực kỳ lý giải. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả kia. Kiếm ra khỏi vỏ. Ông! Theo tiếng kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Trước mặt Dương Diệp, sắc mặt hắc bào lão giả kia đại biến, thân hình liên tục lùi lại, nhưng đạo kiếm quang kia lại như ròi trong xương, theo sát không bỏ. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, lão giả áo đen sợ đến vỡ mật, cũng bất chấp tất cả, huyền khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, cùng lúc đó, một vòng bảo hộ kim sắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Phòng ngự. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có phòng ngự. Bởi vì một kiếm kia của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của hắn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Kiếm rơi xuống. Ầm. Vòng bảo hộ lập tức nghiền nát, lão giả áo đen bị đánh bay ra ngoài, đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắc bào lão giả kia. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, lão phu là thủ giới giả, nếu như ngươi giết lão phu. Xuy. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm tới. Thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thủng mi tâm lão giả áo đen. Máu tươi bắn ra. Hai mắt lão giả áo đen trợn lên, mình lại chết như vậy. Dương Diệp này thật sự dám giết thủ giới giả. Kiếm thu.
Dương Diệp nói khẽ. Quy củ của thế giới này, lão tử không thích, từ hôm nay trở đi, nó không cần tồn tại. Theo Dương Diệp chu sát thủ giới giả, toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ sôi trào. Giết thủ giới giả. Thủ giới giả, là người quản lý trật tự của một thế giới, thực lực của bọn hắn có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng thân phận cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, điểm đặc thù không phải thân phận này, mà là cái tổ chức này. Đây là một tổ chức từ thời đại cổ xưa truyền xuống, tổ chức này đời đời kiếp kiếp tự xưng là thủ giới giả, bọn hắn không tham dự bất luận tranh đấu gì, chỉ thủ hộ vĩnh hằng chi giới. Mà nếu như không có tổ chức này, sợ là vĩnh hằng chi giới đã sớm tan tành. Có thể nói, bất kỳ cường giả nào, cơ bản đều sẽ cho tổ chức này mặt mũi. Chuyện tình công nhiên giết thủ giới giả, không phải là không có, bất quá đó đã là chuyện rất xa xôi. Bất kể như thế nào, Dương Diệp lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Bất quá Dương Diệp lúc này đã không phải Dương Diệp lúc trước, Bạch Đế Thành. Sau khi giết chết thủ giới giả, Dương Diệp đi tới Bạch Đế Thành, nhìn thấy Dương Diệp, lão thành chủ Bạch Đế Thành đắng chát cười cười, với hắn mà nói, nửa vui nửa buồn. Vui chính là, thực lực của Dương Diệp so với lúc trước càng mạnh hơn. Buồn là, phiền phức của Dương Diệp còn không có giải quyết. Dương Diệp cười nói, bá phụ yên tâm, mọi chuyện cần thiết, Dương Diệp ta sẽ xử lý tốt. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, lúc này đây, chính là nàng yêu cầu trở về. Dương Diệp nhìn Bạch Chỉ Tiên. Các ngươi trò chuyện, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nói xong, thân hình hắn run lên, xuất hiện ở trên tường thành Bạch Đế Thành. Nhìn Bạch Chỉ Tiên, lão thành chủ Bạch Đế Thành khe khẽ thở dài. Tiên nhi, nếu hắn là người ngươi lựa chọn, ta sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá ngươi nên rõ ràng tình cảnh của hắn bây giờ. Bạch Chỉ Tiên nói khẽ. Cùng hắn tiếp xúc, con gái phát hiện. Hắn thực không phải loại người lạm sát, trái lại, hắn không muốn giết người, nhưng vì vô số nguyên nhân, ép hắn đi lên sát lục chi đạo. Hắn không sai, sai là thế giới này, sai chính là hắn không đón ý nói hùa thế giới này. Lão thành chủ lắc đầu. Nhà đầu, nào có cả thế giới đi thích ứng người khác. Bạch Chỉ Tiên cười đáp. Cho nên hắn là một người đặc biệt, đương nhiên, cũng có thể nói hắn là một kẻ lỗ mãng. Lão thành chủ trầm giọng nói. Nhà đầu, theo ta được biết, cường giả ở Vĩnh Hằng Chi Hà đã chạy về, hơn nữa còn có rất nhiều lão quái vật, những lão quái vật này, đều là loại một chân bước vào quan tài, những người này sẽ không buông tha cho linh tổ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hai mắt Bạch Chỉ Tiên chậm rãi đóng lại. Tiểu Bạch, nàng cùng Tiểu Bạch biết không hề lâu, nhưng nàng có thể cảm nhận được cảm tình giữa Tiểu Gia Hỏa kia cùng Dương Diệp. Có thể nói, Tiểu Gia Hỏa kia ở trong lòng Dương Diệp. Địa vị tuyệt đối không thua các nàng. Muốn Dương Diệp buông tha cho Tiểu Bạch, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lão thành chủ lắc đầu. Chiếu cố mình thật tốt. Bạch Chỉ Tiên nhìn lão thành chủ quỳ xuống, một lát sau, nàng đứng dậy, quay người rời đi. Lúc này đây, nàng là tới cáo biệt, đương nhiên cũng có thể là vĩnh biệt. Nếu như Dương Diệp chịu nổi, cái này là cáo biệt, nhưng nếu như không gánh được, cái kia chính là vĩnh biệt. Bạch Chỉ Tiên không có nói gì, quay người rời đi. Nàng tự nhiên không thể lưu lại, nàng lưu lại, chiến hỏa sẽ lan tràn đến Bạch Đế Thành, hơn nữa ở thời điểm này, nàng không có khả năng ly khai Dương Diệp. Trên tường thành Bạch Đế Thành, Dương Diệp mở mắt, giờ phút này Bạch Chỉ Tiên đã ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nắm tay nàng, cười nói. Đi! Thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Dương Diệp mang theo Bạch Chỉ Tiên đi ra Bạch Đế Thành, theo hai người rời đi, một ít thần thức ở bốn phía Bạch Đế Thành cũng theo đó rời đi. Mục tiêu của bọn hắn là Dương Diệp, mà không phải Bạch Đế Thành, dùng Bạch Đế Thành uy hiếp Dương Diệp, bọn hắn không phải không nghĩ qua, mà là cảm thấy không thực tế, nếu như Bạch Chỉ Tiên ở Bạch Đế Thành, dùng Bạch Chỉ Tiên đến uy hiếp Dương Diệp, có lẽ cũng được, đáng tiếc là, Bạch Chỉ Tiên ở cùng với Dương Diệp. Theo những người âm thầm kia rời đi. Một tấm lưới khổng lồ bắt đầu hình thành, mà mục tiêu của tấm lưới này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp đi tới Kiếm Thiên Thành. Ngọn núi chính của Kiếm Thiên Thành, một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện, rất nhanh, Kiếm Thiên Thành thành chủ Phần Thiên Dư xuất hiện ở trước mặt. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Phần Thiên Dư hiện lên vẻ phức tạp. Tốc độ trưởng thành của Dương Diệp này, cũng quá nhanh đi. Dương Diệp nhìn Phần Thiên Dư ôm quyền, sau đó nói.
Tiền bối, lần này tới là hỏi thăm tin tức của An Nam Tĩnh, không biết tiền bối có tung tích của nàng hay không? An Nam Tĩnh. Hắn tự nhiên không quên An Nam Tĩnh, hiện tại với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là tìm An Nam Tĩnh. Phần Thiên Dư khẽ lắc đầu. Sau khi nàng đi thần vũ giới, thì không có trở ra, mà ta cũng có phái người đi thần vũ giới, nhưng không có tìm được nàng, cũng không có tung tích của nàng. Thần vũ giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, xem ra hắn phải tìm thời gian đi thần vũ giới một chuyến. Tìm thời gian. Dương Diệp lắc đầu cười cười, không cần tìm thời gian, hiện tại có thể đi. Dương Diệp cảm ơn liền muốn rời đi, nhưng lúc này, Phần Thiên Dư muốn nói lại thôi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ngừng lại. Tiền bối có gì muốn nói, kính xin nói thẳng. Phần Thiên Dư thấp giọng thở dài, sau đó nói. Lão Phu có yêu cầu quá đáng. Dùng thiên phủ thực lực của tiểu hữu, ngày sau nhất định sẽ đi Vĩnh Hằng Chi Hà. Ngày sau nếu tiểu hữu đi Vĩnh Hằng Chi Hà, mong tiểu hữu giúp đỡ nhìn xem tổ sư của Kiếm Thiên Thành ta còn sống hay không. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Phần Thiên Dư nhìn Dương Diệp thi lễ. Đa tạ. Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Nhìn đạo kiếm quang ở chân trời, trong mắt Phần Thiên Dư phức tạp càng đậm, cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Chính là cái này. Kỳ thật trong lòng Phần Thiên Dư rất may mắn lúc trước lựa chọn của hắn là giao hảo Dương Diệp. Cũng chính vì vậy, ngoại trừ mấy thế lực bên Vĩnh Hằng Chi Hà, bây giờ Kiếm Thiên Thành có thể nói thế lực mạnh nhất trừ Vĩnh Hằng Chi Giới. Mà địa bàn của Vĩnh Hằng Chi Giới đều bị Kiếm Thiên Thành hắn cùng Nam Ly Tộc, còn có Thần Vũ Tông, Thiên Võ Tông, chia cắt. Còn lại 6 tộc, trừ Nam Ly Tộc ra, cơ bản đã biến mất khỏi sân khấu Vĩnh Hằng Chi Giới. Không thể không biến mất. Bởi vì 5 tộc kia, đã không còn năng lực đối kháng bọn họ. Có thể nói, lúc trước thế lực không có lựa chọn đối địch với Dương Diệp đều buôn bán lời. Không chỉ thực lực được giữ lại, còn phân địa bàn của mấy thế lực khác. Về phần Dương Diệp cùng mấy thế lực thần bí ở Vĩnh Hằng Chi Hà tranh đấu, đã không có quan hệ gì với bọn hắn. Nếu như Dương Diệp thắng, đối với Kiếm Thiên Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì Kiếm Thiên Thành cùng Dương Diệp giao tình tạm được, hơn nữa Dương Diệp thế thiếu nợ nhân tình của Kiếm Thiên Thành. Nhưng nếu như Dương Diệp bại, cũng không có tổn thất quá lớn, bởi vì mấy thế lực bên Vĩnh Hằng Chi Hà kia, cùng Kiếm Thiên Thành không có xung đột lợi ích gì, mục tiêu của các thế lực này chỉ có một. Chính là Vĩnh Hằng Chi Hà. Mặc kệ kết quả như thế nào, Kiếm Thiên Thành đều là người thắng cuối cùng. Dương Diệp ly khai Kiếm Thiên Thành, ngự kiếm đi về phía Vạn Giới Sơn. Ngay thời điểm hắn sắp tới Vạn Giới Sơn, ba lão giả đột nhiên ngăn cản hắn. Tuy ba người chỉ là cường giả nhất giới, nhưng khí thức hùng hậu, căn bản không phải cường giả nhất giới bình thường có thể so sánh, đặc biệt là lão giả áo xám cầm đầu, khí thức của lão giả áo xám này cực kỳ cường đại. Tuyệt đối không thua cường giả nhị giới. Dương Diệp nhìn lướt qua ba lão giả, sau đó cười nói. Người muốn giết Dương Diệp ta hơi nhiều, không biết mấy vị là thế lực nào, còn xin báo tên họ, để cho ta giết trong lòng rõ ràng. Lão giả áo xám kia thần sắc bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thủ giới giả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Dương Diệp. Lão giả áo xám kia nhìn Dương Diệp. Thủ giới giả chúng ta trấn thủ Vĩnh Hằng Chi Giới, đối với Vĩnh Hằng Chi Giới có công lao bằng trời, bất kể là thế lực nào, siêu cấp cường giả nào, đối với chúng ta cũng sẽ lưu cái tình cảm, mà ngươi lại giết thủ giới giả ta, ngươi. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí phá không đi tới trước mặt lão giả áo xám. Hai mắt lão giả áo xám híp lại, tay phải giơ tay chém ra. Kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh, mà tay của lão giả áo xám thì như thiểm điện thu đến sau lưng, trong lòng bàn tay có một vết kiếm. Giờ khắc này, thần sắc của lão giả áo xám ngưng trọng lên. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người lão giả áo xám. Giết thủ giới giả, ta hỏi các ngươi, vì sao ta không thể giết các ngươi? Bởi vì các ngươi là thủ giới giả. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Dương Diệp. Người đây là làm hư quy củ, người tùy ý làm bậy như vậy, ắt gặp người trong thiên hạ chu diệt. Vậy lão tử sẽ giết sạch người trong thiên hạ. Thần sắc Dương Diệp dữ tợn. Lão gia hỏa, người cũng đừng nói nhãm, mục tiêu của các ngươi không phải là tiểu bạch sao? Tiểu bạch ở trên người ta,
có giỏi thì tới đây đoạt. Trong vỏ kiếm, tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Đám người lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, hắn không có ra tay, mà bóp nát một tấm linh phù, rất nhanh, rất nhiều khí tức cường đại nhanh chóng chạy về phía này. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng thai, một tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhảy lên phi thăng thai, bên hông tiểu gia hỏa treo một cái hồ lô cùng một chiếc gương, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Không Sơn, tiểu chảo vẫy vẫy. Rất nhanh, ở phía sau Huyền Không Sơn, một đạo hắc ảnh phóng lên trời, thoáng qua, tiểu Ngưu xuất hiện ở bên cạnh tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai tiểu Ngưu, sau đó tiểu chảo nàng mở ra, một cái búa xuất hiện ở trong móng vuốt, tiếp đó nàng đưa cây búa cho tiểu Ngưu cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy khai thiên phủ. Ngay lúc này, một thái cổ đại yêu khác xuất hiện ở trên phi thăng thai, đúng là thái cổ lệ hổ, thái cổ lệ hổ nhìn thoáng qua tiểu Ngưu, trong mắt có vẻ kiêng kỵ. Tuy cảnh giới của tiểu Ngưu không bằng nó, nhưng tiểu Ngưu có thần khí, nó không có. Lúc này nhị nha cũng xuất hiện ở bên cạnh tiểu Bạch, nhị nha liếm láp mướt quả, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát thái cổ lệ hổ, giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn, làm cho toàn thân thái cổ lệ hổ không thoải mái, bất quá nó hiển nhiên cũng kiêng kỵ nhị nha, căn bản không dám đối nghịch nàng. Tiểu Bạch tả hữu xem xét, rất nhanh nó có chút nổi giận. Bởi vì thái cổ chân long chưa tới. Vậy mà chưa tới. Sắp đánh nhau rồi, vậy mà thái cổ chân long không tới, tiểu Bạch rất tức giận. Một bên, tiểu Ngưu khẽ cúi đầu, nó biết, con rồng kia sắp xong đời. Tiểu Bạch đang muốn đích thân đi gọi thái cổ chân long, nhưng lúc này, nhị nha đột nhiên lạnh lùng nói. Tiểu Bạch, đừng nóng giận, loài bò sát này lười như vậy, sống cũng là lãng phí linh khí, ta đi ăn nó. Để chúng ta tiết kiệm chút linh khí. Nói xong. Nàng liếm môi một cái, sau đó thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Trên phi thăng thai, tiểu Bạch trừng mắt nhìn, giống như có điểm gì là lạ. Ngay lúc này, tiểu Ngưu đi tới trước mặt tiểu Bạch, sau đó chỉ phía sau núi. Tiểu Bạch hiển nhiên hiểu ý tứ của tiểu Ngưu, vội vàng đuổi theo nhị nha. Tại chỗ, tiểu Ngưu nhìn thoáng qua phía sau núi, hắn chỉ có thể giúp tới nơi này. Nếu như tiểu Bạch không ngăn cản được nhị nha, như vậy hắn cũng không có cách nào. Nhị nha, hắn là không dám đắc tội. Lần này nhắc nhở tiểu Bạch, hắn đã rất mạo hiểm rồi. Trên phi thăng thai, thái cổ lệ hổ nhìn thoáng qua tiểu Ngưu, do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh tiểu Ngưu hỏi. Nàng, rất nguy hiểm. Nàng này, dĩ nhiên là chỉ nhị nha. Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua thái cổ lệ hổ, sau đó nói. Ít xuất hiện một chút, ít xuất hiện. Ở trong Hồng Mông Tháp này, nhất định phải ít xuất hiện. Trong Huyền Không Sơn mạch, cự tảng đá, giờ phút này thái cổ chân long vẫn còn nằm ngáy o. O. Đối với yêu thú mà nói, ngủ kỳ thật cũng là một loại tu luyện, hoặc có lẽ là chịu đựng, nhịn đến mình tự động tiến hóa. Ngay lúc này, thái cổ chân long kia cảm nhận được cái gì, con mắt đột nhiên mở ra, cùng lúc đó, một cỗ long uy cường đại từ trong cơ thể nó chấn động ra, long uy cường đại nghiền áp thiên địa. Mà giờ khắc này, nhị nha chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt thái cổ chân long, đối mặt long uy cường đại, nhị nha không xem ra gì, nàng vung tay đánh nát long uy, sau đó cất bước đi tới trước mặt thái cổ chân long, thái cổ chân long còn chưa động thủ, đã bị nhị nha nắm lấy đầu. Thái cổ chân long lập tức kêu gào. Nhìn thái cổ chân long trong tay, khóe miệng nhị nha nhếch lên, liếm môi một cái. Khẳng định ăn rất ngon. Nghe được lời của nhị nha. Thái cổ chân long sợ đến hôn mê bất tỉnh. Nhị nha không nói đùa, nàng thật sự muốn ăn, mà ở thời khắc mấu chốt này, tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh nhị nha, nàng ôm lấy nhị nha, tiểu chảo không ngừng vung vẩy, tỏ vẻ cái này không thể ăn. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho nhị nha. Nhị nha nhìn thoáng qua mứt quả và thái cổ chân long, có chút do dự. Tiểu Bạch chỉ thái cổ chân long, sau đó tiểu chảo vung vẩy. Ý tứ của nàng là muốn thái cổ chân long hỗ trợ đánh nhau. Nhị nha bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thái cổ chân long, kỳ thật vừa rồi nàng là có chút xúc động. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng cũng hiểu được, mình không thể ăn con rồng này, phải nói lý do còn chưa đầy đủ. Nhất định phải tìm một lý do tốt hơn. Nghĩ vậy, tâm tình của nhị nha lập tức tốt hơn, nàng đưa thái cổ chân long cho tiểu Bạch,
Tiểu Bạch kéo Thái Cổ Chân Long đi tới phi thăng thai. Mà giờ khắc này, Thái Cổ Chân Long căn bản không dám mở mắt ra. Giả chết. Chỉ có thể giả chết. Nhị nha kia thật đáng sợ. Trên phi thăng thai, Tiểu Bạch nhìn mấy Thái Cổ Đại Yêu ở chung quanh, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chờ. Chờ chỉ thị của Dương Diệp. Một khi Dương Diệp có chỉ thị, nàng sẽ mang theo đám Thái Cổ Đại Yêu đánh ra. Ngoài Hồng Mông Tháp, theo ám hiệu của lão giả áo xám, chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, không đến một hồi, bốn phía Dương Diệp nhiều hơn bốn người, bốn người này, theo thứ tự là Tung Hoành Đạo đạo chủ Mạc Đạo Tử, Tạo Hóa Tông Tông chủ Vũ Văn Khâu, cùng với Trường Sinh Giáo Hàn Phỉ Nhi, còn có một trung niên. Hiển nhiên, lúc này đây những thế lực này là muốn đánh thật. Trước mặt Dương Diệp, thủ giới giả cười lạnh. Dương Diệp, tăng thêm ba người lão phu, nơi đây có tất cả bảy cường giả phá giới cảnh. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao dùng sức một mình đối kháng bảy cường giả phá giới cảnh. Theo lão giả áo xám nói xong, trong tràng, bảy đạo uy áp cường đại ép tới, không chỉ như thế, phương viên mấy vạn dặm, trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Trận pháp. Ở bốn phía xuất hiện một trận pháp cường đại, trận pháp này phong ấn cả khu vực xung quanh. Một bên, lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Dương Diệp, đây là khốn giới trận. Trận này phong kín một khu vực, ở trong khu vực này, coi như là một vị cường giả tam giới cũng không ra được, mà bên ngoài, trừ khi năm vị cường giả đạt tới tam giới liên thủ, mới có thể dung chuyển. Nói đến đây, thần sắc của lão giả áo xám dần dần lạnh xuống. Hôm nay, Dương Diệp ngươi hẳn phải chết. Theo lão giả nói xong, bảy cỗ uy áp cường đại đã tới trước mặt Dương Diệp. Đối mặt bảy cỗ uy áp, thần sắc Dương Diệp bình tĩnh, đột nhiên. Hắn rút kiếm chém xuống. Xuy. Theo một đạo kiếm quang rơi xuống, bảy cỗ uy áp bị bổ ra một vết rách, ngay sau đó, bảy đạo uy áp tầng tầng tán loạn. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại tựa như lũ lụt đánh úp về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, lần nữa rút kiếm chém. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng. Ngoài mấy ngàn trượng, chân phải Dương Diệp đạp một cái. Ầm. Không gian run lên kịch liệt, mà Dương Diệp thì mượn nhờ cỗ lực lượng này ngừng ngay tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, bảy cường giả phá giới cảnh đã đứng chung một chỗ, vừa rồi một kích kia, chính là bảy người liên thủ một kích. So sánh với Dương Diệp, thần sắc đám lão giả áo xám càng ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia, tuy bảy người không có hết toàn lực, nhưng coi như là một cường giả nhị giới cũng không khả năng dễ dàng tiếp được. Nhưng Dương Diệp tiếp được. Dương Diệp đã có lực lượng nhị giới. Nghĩ vậy, mọi người cảm thấy có chút vớ vẩn, phải bía, thời khắc này, Dương Diệp bất quá là một đạo chân cảnh. Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên nói. Chư vị, không nên nương tay, miễn cho sinh biến. Mọi người nhẹ gật đầu, muốn ra tay tiếp, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thoáng qua, một đạo kiếm quang xuất hiện, nhìn thấy đạo kiếm quang này, hai mắt lão giả áo xám kia hơi híp lại. Mọi người đang muốn ra tay, ngay lúc này, một cỗ uy áp cường đại tràn tới, ngay sau đó một quái vật khổng lồ xuất hiện ở sau lưng mọi người. Đúng là Tiểu Ngưu. Giờ phút này, Tiểu Ngưu khôi phục bản thể, bất quá để cho tiện chiến đấu, nó vẫn co nhỏ lại một chút, dù như vậy, ở trong mắt đám người lão giả áo xám, đây cũng tựa như một ngọn núi nhỏ. Sau lưng đám người lão giả áo xám, Tiểu Ngưu tay cầm khai thiên phủ bổ một cái. Một búa này. Toàn bộ thiên địa trở nên hư ảo. Lực lượng thân thể của Tiểu Ngưu tăng thêm khai thiên phủ, coi như là Dương Diệp cũng phải kiêng kỵ ba phần. Một búa rơi xuống, đám người lão giả áo xám sợ đến nứt cả tim gan, mọi người cũng không có đi đón đỡ búa này, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, nếu bọn hắn đón đỡ, tất nhiên sẽ bị một búa kia bổ thành vụn thịt. Bởi vậy, bảy người vội vàng lui ra. Kỳ thật nếu bảy người liên thủ, vẫn có thể tiếp được một búa kia. Bất quá giờ phút này, một búa kia đã đạt đến nhị giới chi lực, đối mặt một búa này, bảy người đều có chút hoảng hốt, bởi vậy không hẹn mà cùng lựa chọn tránh lui. Vừa tránh lui, không thể nghi ngờ là cho Dương Diệp cơ hội, bảy người liên thủ, hắn không có cách nào, nhưng một chọi một, biện pháp nhiều lắm. Trong nháy mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt một thủ giới giả, nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt tên thủ giới giả kia đại biến, đang muốn thối lui, nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp đã rơi xuống. Kiếm vực. Nhị kiếm kiếm vực.
Dương Diệp không có thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì hắn muốn làm không sơ hở tí nào. Thời điểm nhị kiếm kiếm vực rơi xuống, trong lòng tên thủ giới giả kia biết không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần, lập tức một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó, hai tay nắm chắc thành quyền đánh tới. Rầm rầm. Giờ khắc này, thủ giới giả không dám lưu thủ, dùng tất cả lực lượng của mình. Rất nhanh, kiếm rơi xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp và thủ giới giả đồng thời bị lực lượng chấn liên tục lùi lại, bất đồng chính là, trong quá trình lui về phía sau, thân thể thủ giới giả từng khúc văng tung tóe, thời điểm thối lui đến mấy trăm trượng, cả người thủ giới giả đã không còn. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, sáu người còn dư lại sắc mặt trắng bệch. Tuy bọn hắn biết Dương Diệp có năng lực giết cường giả phá giới cảnh, nhưng giờ khắc này tận mắt thấy Dương Diệp miểu sát một vị cường giả phá giới cảnh. Cảm giác kia là không giống nhau. Kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Xa xa, Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo xám, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay, bọn ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, Dương Diệp ngự kiếm bắn ra, tiểu ngưu giơ búa bổ tới. Cách đó không xa, trong mắt lão giả áo xám hiện lên vẻ dữ tợn. Chư vị, hôm nay không phải kẻ này chết, chính là chúng ta chết. Mọi người cùng nhau ra tay. Ta tới ngăn lại con đại yêu kia. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, vọt về phía tiểu ngưu. Trong quá trình này, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, cỗ khí tức kia đã không phải là khí tức của cường giả nhất giới. Cường giả nhị giới. Lão giả áo xám này cũng không phải cường giả nhất giới, mà là nhị giới. Trên bầu trời, theo một tiếng nổ vang, tiểu ngưu nắm búa lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người tin tưởng tăng nhiều. Lão giả áo xám nhìn tiểu ngưu, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Hôm nay, ai cũng không cứu được Dương Diệp hắn. Nói xong, hắn bay thẳng đến tiểu ngưu. Mà giờ khắc này, tiểu ngưu cũng nổi lên lệ khí, ở trong Hồng Mông Tháp, hắn sẽ ít xuất hiện, rất ít xuất hiện, nhưng ra Hồng Mông Tháp, hắn chính là một đại yêu, thái cổ đại yêu chân chính. Tiểu ngưu cầm theo khai thiên phủ vọt tới lão giả. Mà ở phía dưới, đám người tung hoành đạo cũng nhao nhao vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai, ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch, còn nắm thái cổ chân long đang giả chết. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó Tiểu Chảo ném đi, thái cổ chân long bay về phía đám người Mạc Đạo Tử. Xa xa, mặt mũi Mạc Đạo Tử tràn đầy lệ khí. Cái rác rưởi gì? Nói xong, hắn đánh về phía thái cổ chân long một chưởng. Ngay lúc này, thái cổ chân long đột nhiên mở mắt. Long trợn mắt. Ầm. Một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể thái cổ chân long cuồn cuộn quét ra, long uy trực tiếp bao phủ đám người Mạc Đạo Tử, không chỉ như thế, long uy còn tạo thành áp bách cực mạnh cho các cường giả. Muốn nghẹt thở. Cái này là cảm thụ của đám người Mạc Đạo Tử. Theo long uy xuất hiện, hình thể của thái cổ chân long tăng vọt, trong chốc lát, một cự long dài gần ngàn trượng vắt ngang qua bầu trời. Già thiên tế nhật. Hình thể của thái cổ chân long thật sự có thể được xưng là già thiên tế nhật, nhìn thấy thái cổ chân long, đám người Mạc Đạo Tử hoàn toàn bối rối. Long. Thái cổ chân long. Loại đại yêu này, ở Vĩnh Hằng chi giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Phải nói, loại thái cổ chân long huyết mạch thuần chính này, chỉ có tại thời đại thái cổ xuất hiện qua. Mà bây giờ, trước mắt xuất hiện một con. Cách đó không xa, Dương Diệp và Tiểu Bạch cũng có chút mộng. Bọn hắn không nghĩ tới, thái cổ chân long nho nhỏ lại có thể biến lớn như vậy. Phá giới cảnh. Cảnh giới của thái cổ chân long chẳng qua là phá giới cảnh, nhưng đừng nhìn cảnh giới của nó có chút thấp, ở trong long tộc, nó chỉ có thể coi là tiểu hài tử. Trên bầu trời, ánh mắt của thái cổ chân long rơi vào trên người đám người Mạc Đạo Tử, sau một khắc, nó nâng lên một cái móng rồng vỗ xuống. Một chảo rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Chân chính hủy thiên diệt địa. Chỗ long chảo đi qua, không gian văng tung tóe từng khúc, có thể thấy được trình độ sắc bén. Phía dưới, trong lòng đám người Mạc Đạo Tử hoảng hốt, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ dứt khoát. Giờ khắc này, nếu bỏ chạy, bọn hắn sẽ bị Dương Diệp thừa thắng xông lên, sau đó đánh bại từng cái. Hiện tại bọn hắn phải cùng nhau liên thủ tử chiến. Ầm 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 ầm. Phía dưới, năm đạo lực lượng cường đại phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía thái cổ chân long. Mặc dù năm người chỉ là cường giả nhất giới,
nhưng năm người hợp lực, uy lực kia cũng cực kỳ cường đại. Ầm, theo một tiếng nổ vang, móng rồng bị chấn trở về, đúng lúc này, hai cái móng rồng của Thái Cổ Chân Long từ bầu trời hung hăng rơi xuống. Không chỉ như thế, cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Phát giác được Dương Diệp ra tay, sắc mặt đám người Mạc đạo tử kịch biến, mấy người nhìn nhau, sau một khắc, lòng bàn tay của năm người hướng ra ngoài, nhẹ nhàng chúi xuống, theo năm người chúi xuống, một cỗ lực lượng cường đại lấy đám người Mạc đạo tử làm trung tâm, chấn động ra bốn phía. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt năm người, sau một khắc, hắn rút kiếm mãnh liệt chém. Xuy, kiếm quang như tuyết, xé rách không gian. Năm người Mạc đạo tử cộng đồng thả ra lực lượng bị đánh nát, mà lúc này, hai cái long chảo đã từ trên bầu trời rơi xuống. Rầm rầm rầm, theo từng tiếng nổ vang, đám người Mạc đạo tử bị đánh bay. Giờ khắc này, năm người mất đi lòng phản kháng. Trốn. Trong đầu năm người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, mà năm người cũng làm như vậy, vội vàng cởi ra trận pháp chung quanh, muốn chạy trốn, nhưng lúc này trong tay Dương Diệp xuất hiện một vật. Vạn giới đồ. Dương Diệp đưa vạn giới đồ tới trước mặt Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó há miệng phun ra, một cỗ linh khí tinh thuần tràn vào vạn giới đồ, sau một khắc, Dương Diệp ném nó đi. Ầm. Vạn giới đồ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, một kết giới vô hình xuất hiện ở bốn phía. Phong tỏa. Trong vòng ngàn dặm bị vạn giới đồ phong tỏa, cái phong tỏa này, còn kiên cố hơn trận pháp trước đó, dù sao vạn giới đồ này có thể nói là thần khí. Nhìn thấy bị phong tỏa, sắc mặt đám người Mạc đạo tử lập tức khó coi. Dương Diệp không có để ý đám người Mạc đạo tử, thân hình run lên, vọt tới lão giả áo xám đang cùng Tiểu Ngưu kịch chiến. Xa xa, lão giả áo xám đang cùng Tiểu Ngưu kịch chiến sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay người, đánh ra một chưởng. Nhị giới chi lực, kiếm chí, ầm, kiếm chưởng chạm nhau, thời gian ngừng lại. Rằng qua một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp mãnh liệt xoay tròn. Xuy, kiếm trong tay xuyên thủng lòng bàn tay của lão giả áo xám, mà lão giả áo xám thì thân hình lóe lên, lui về phía sau mấy trăm trượng, cùng đám người Mạc đạo tử đứng chung một chỗ. Lão giả áo xám nhìn bàn tay mình, sau đó liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Ngay lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên cầm khai thiên phủ ném về phía đám người lão giả áo xám. Xuy, búa phá trời cao, một cỗ lực lượng cường đại xé nát hết thảy. Trong mắt lão giả áo xám kiêng kỵ càng đậm, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao màu đen, sau một khắc, đại đao trong tay chém ra. Búa đao chạm vào nhau. Ầm. Thanh đại đao trong tay lão giả áo xám nổ bể ra, ngay sau đó lão giả áo xám bị chấn liên tục lùi lại, đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, sắc mặt lão giả áo xám kia đại biến, tay trái vỗ về phía trước. Xuy. Một thanh kiếm đâm thủng lòng bàn tay của lão giả áo xám, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chống đỡ ở mi tâm hắn. Trong tràng lập tức yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trước mặt Dương Diệp, lão giả áo xám nhìn hắn. Dương Diệp, ngươi lại để cho lão phu ngoài ý muốn. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ta muốn biết loại thủ giới giả như ngươi có bao nhiêu người. Lão giả áo xám cười khẽ. Thế nào, muốn chém tận giết tuyệt? Dương Diệp mỉm cười. Tự nhiên, ta không tin các ngươi sẽ cùng Dương Diệp ta bắt tay giảng hòa, không phải sao? Lão giả áo xám nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, thủ giới giả cũng không nhiều, chỉ có không đến 20 vị, trong đó đại bộ phận đều ở Vĩnh Hằng Chi Hà, bất quá trải qua việc hôm nay, ta tin tưởng, bọn hắn đều sẽ trở về. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Bạch trên bả vai Dương Diệp. Vĩnh Hằng Vũ Trụ, không chào đón những người như chúng ta, nhưng hoan nghênh nàng. Chỉ bằng điểm ấy, Dương Diệp, phiền phức của ngươi sẽ vĩnh viễn không ngừng, cho dù ngươi có thể trốn qua một kiếp này, nhưng sau khi Vĩnh Hằng Vũ Trụ biết rõ sự hiện hữu của nàng, nhất định sẽ cướp đoạt nàng. Ngươi, sẽ không bảo vệ được nàng. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta liên thủ, thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nàng cua cua tiểu chảo, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Trước mặt Dương Diệp, lão giả áo xám đang muốn nói gì, nhưng kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm tới. Xuy.
đầu của lão giả áo xám bị xuyên thủng. Kiếm nhập mi tâm, kiếm khí cường đại lập tức phá hủy hết thảy sinh cơ trong cơ thể lão giả áo xám, kể cả linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, thế gian này lại thiếu đi một cường giả. Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người Mạc đạo tử, năm người kia gắt gao nhìn Dương Diệp, Dương Diệp cầm kiếm đi đến, vừa đi vừa cười. Trường Sinh Môn, Tung Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Trường Sinh Giáo, yên tâm, các ngươi không phải là cái thứ nhất chết, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tựa như một con tiên hạc bay lên, một đạo kiếm quang xuất hiện. Cách đó không xa, Tiểu Ngưu cũng đột nhiên cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ vào tới, Thái Cổ Chân Long cũng không nhàn rỗi, hai long chảo hạ thấp. Trước kia đã ở trong lòng Tiểu Bạch lưu lại ấn tượng xấu, thời khắc này nó tự nhiên càng ra sức. Xa xa, thần sắc của Mạc đạo tử đột nhiên dữ tợn. Chư vị, hôm nay không phải Dương Diệp này chết, chính là chúng ta chết, cho dù chúng ta chết, cũng phải kéo Dương Diệp này chôn cùng. Nói xong, hắn dẫn đầu vọt về phía Dương Diệp. Sau lưng hắn, những người kia cũng nhao nhao vọt về phía Dương Diệp. Rầm 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 rầm. Trong chốc lát, từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng chấn động không gian, trong vùng không gian kia, vô số sơn mạch sụp đổ mai một. Mà ở bên ngoài vạn giới đồ, một nữ tử nhìn vùng không gian kia, im lặng không nói. Nữ tử này đúng là Nam Ly Mộng. Giờ khắc này, mảnh không gian trong tầm mắt nàng kia là hư vô, cái gì cũng nhìn không thấy. Đây tự nhiên là bởi vì vạn giới đồ. Tuy cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng biết, ở trong khu vực kia đang tiến hành một trận đại chiến. Ai thắng ai thua? Hai mắt Nam Ly Mộng chậm rãi đóng lại, nàng rõ ràng, mình rất nhanh sẽ biết đáp án. Ngay lúc này, khu vực kia đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa như địa chấn, ở dưới ánh mắt chăm chú của Nam Ly Mộng, chấn động càng lúc càng lợi hại. Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, khu vực kia đột nhiên rõ ràng, rất nhanh, Nam Ly Mộng thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đúng là Dương Diệp. Nơi đó chỉ có Dương Diệp, mà ở trong lòng bàn tay Dương Diệp, vô số hắc khí tụ tập. Linh hồn. Phệ hồn thuật. Chiêu bí thuật này, Dương Diệp tự nhiên không quên, lúc này đây, hắn chu sát nhiều cường giả như vậy, những linh hồn cường giả kia hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí. Tuy bây giờ hắn đang áp chế cảnh giới, nhưng những linh hồn này sẽ có một ngày có thể dùng đến. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng cách đó không xa, Nam Ly Mộng nói. Ngươi giết bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Giết. Sau đó thì sao? Nam Ly Mộng hỏi. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Vô cùng vô tận, đặc biệt là ngươi giết thủ giới giả, là chân chính phá hư quy củ bất thành văn của vĩnh hằng chi giới. Quy củ. Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ly Mộng, cười nói. Quy củ chính là chỉ cho phép bọn hắn giết người, không cho phép ta giết bọn hắn. Nếu như là loại quy củ này, còn muốn nó làm cái gì? Nói xong, Dương Diệp cầm kiếm quay người rời đi. Ta biết, đây không phải chấm dứt, bất quá không sao, Dương Diệp ta cuối cùng có một ngày sẽ giết chấm dứt. Không có chuyện gì là một kiếm không giải quyết được, nếu có, vậy hai kiếm không được, ba kiếm hẳn xong a. Tại chỗ, hai mắt Nam Ly Mộng chậm rãi đóng lại, môi son khẽ mở. Lấy sát ngăn sát, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong đám mây, Dương Diệp ngừng lại, tay phải hắn mở ra, vạn giới đồ xuất hiện ở trong tay. Vạn giới đồ, có thể truyền tống vạn giới. Dương Diệp mở ra vạn giới đồ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ, sau một khắc, tay hắn chỉ lên trên đó. Ở dưới chân Dương Diệp, xuất hiện một khe hở màu lam. Thời gian dần trôi qua, thân thể Dương Diệp hư ảo. Thời điểm Dương Diệp sắp hoàn toàn biến mất, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một đang trung niên mặc áo đen. Nam tử áo đen nhìn Dương Diệp, đột nhiên tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chắc. Trong chốc lát, không gian quanh người Dương Diệp trở nên nhăn nhó, Dương Diệp nhìn trung niên kia, không nói gì, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo, chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, trung niên mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, trung niên quay đầu nhìn về phía bên trái, chỗ đó đi tới một nam tử mặc trường bào rộng, trong tay phải nắm hai quang cầu.
Nam tử này nhìn thoáng qua trung niên đứng ở nơi xa, cười nói. Thủy Nguyên Đế, không nghĩ tới người quay về nhanh như vậy. Thủy Nguyên Đế. Trung niên trước mắt này, đúng là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên Đế lạnh nhạt nói. Bắc Xuyên Tú, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở Vĩnh Hằng Chi Hà. Bắc Xuyên Tú. Nam tử này đã từng là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc, Bắc Xuyên Tú. Bắc Xuyên Tú cười nói. Nhiều lần xém chết, bất quá đáng tiếc, mạng cứng rắn, muốn chết cũng không chết được. Hai mắt Thủy Nguyên Đế chậm rãi đóng lại. Nếu như đều tới, vậy xuất hiện đi. Theo Thủy Nguyên Đế nói xong, ngoài mấy trăm trượng, một lão giả lăng không xuất hiện, lão giả nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp rời đi. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Chi Giới còn có thể xuất hiện cường giả như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Nguyên Đế và Bắc Xuyên Tú. Đã quên giới thiệu, lão phu Hàn Uyên Đình. Hàn Uyên Đình. Thần sắc của Thủy Nguyên Đế và Bắc Xuyên Tú có chút rùng mình, Hàn Uyên Đình Hàn Uyên tộc này, có thể nói là tiền bối của bọn hắn. Năm đó bọn hắn vừa tới Vĩnh Hằng Chi Giới, Hàn Uyên Đình này đã danh chấn Vĩnh Hằng Chi Giới rồi. Lúc này đám người Hàn Uyên Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, chỗ đó, không gian rung rung, ở dưới ba người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia càng ngày càng rung động, qua mấy tức. Răng rắc, theo một thanh âm dạn nứt vang lên. Một cây trường thương từ trong đó đâm ra, theo cây trường thương này xuất hiện, một thanh âm dữ tợn vang lên. Tiểu tạp chủng Dương Diệp kia đâu? Nói xong, một trung niên mặc trường sam màu đen xuất hiện. Trung niên tóc ngắn, khắp khuôn mặt là lệ khí. Việt Câu. Một bên, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói. Các hạ là Việt tộc Việt Câu. Nam tử kia nhìn thoáng qua Bắc Xuyên Tú. Ngươi là ai? Bắc Xuyên Tú cười nói. Bắc Xuyên tộc, Bắc Xuyên Tú. Bắc Xuyên tộc, Việt Câu nhíu mày. Dương Diệp kia đâu? Đối với Dương Diệp, mấy người ở đây có thể nói đều cực kỳ muốn giết. Bọn hắn muốn giết Dương Diệp, không đơn thuần là vì linh tổ, phải biết, Dương Diệp hầu như diệt năm tộc của bọn hắn. Đặc biệt là Việt Câu, lúc trước Dương Diệp đi Việt tộc, trực tiếp chém Việt tộc đảo thành mấy khối, này với hắn mà nói, là thù diệt tộc. Kỳ thật không chỉ hắn. Mấy người ở đây cùng Dương Diệp đều có thù diệt tộc. Ở Vĩnh Hằng Chi Giới, mặc dù sáu tộc không bằng Tiên Phủ, kém mấy thế lực ẩn núp như Tung Hoành Đạo, nhưng bởi vì bọn họ, những thế lực này cũng phải cho chút mặt mũi. Nhưng Dương Diệp một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này Bắc Xuyên Tú cười nói. Trong sáu tộc, Nam Ly tộc bởi vì Nam Ly Mộng, tránh khỏi độc thủ của Dương Diệp, bởi vậy vị lão tổ kia của Nam Ly gia không biết có đến hay không. Trừ lần đó ra, vị kia của Lạc Ly gia không biết. Nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu, chỗ đó, một nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm ngọc phiến lăng không đi tới. Nam tử ăn mặc kiểu thư sinh, trên người khí tức thư sinh rất đậm. Người tới, đúng là Lạc Ly tộc lão tổ Lạc Ly Minh. Lạc Ly Minh nhìn mọi người, mỉm cười. Đã tới chậm. Một bên, Việt tộc Việt Câu đột nhiên xoay người muốn đi, đúng lúc này, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói. Việt Câu tộc trưởng là muốn đi giết Dương Diệp sao? Việt Câu lạnh nhạt nói. Nếu không thì làm gì? Bắc Xuyên Tú cười nói. Nếu như mọi người khó được tụ chung một chỗ, không biết chư vị có thể nghe ta nói vài lời không? Việt Câu do dự một chút, cuối cùng không đi. Bắc Xuyên Tú cười nói. Chư vị, theo ta được biết, lần này tới, cũng không chỉ chúng ta. Thần Vũ Bảng, cho tới bây giờ có tất cả 7 đời, mỗi một thời đại. Trước 10, được rồi, trước 5, với mọi người mà nói, 5 vị trí đầu mới tính là nhân vật. Trước 5 của mỗi một thời đại, trừ vẫn lạc, còn dư lại mặc dù không nhiều, nhưng không phải ít. Mà những người này, theo ta được biết, có mấy vị đã chạy về Vĩnh Hằng Chi Giới. Nói đến đây, Bắc Xuyên Tú lắc đầu cười cười. Trừ các cường giả trên Thần Vũ Bảng, còn có một vài cường giả ẩn núp, những người này, có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Hà, hơn nữa không có vẫn lạc. Cái này đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Đương nhiên, chính thức lợi hại vẫn là đám người Tung Hoành Đạo, nếu như ta không đoán sai, cường giả mấy phe thế lực này đã về Vĩnh Hằng Chi Giới. Mọi người nhìn Bắc Xuyên Tú, chờ đợi hắn nói. Bắc Xuyên Tú tiếp tục nói. Chư vị, chúng ta cùng Dương Diệp có thù diệt tộc, nhưng ta nghĩ sở dĩ chư vị từ Vĩnh Hằng Chi Hà trở về, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì linh tổ. Chư vị ở đây, đều là nhân vật đã từng sát trả phong vân.
nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng, coi như chư vị đạt được linh tổ, chư vị cảm giác mình có thể giữ được sao? Mọi người trầm mặc. Linh tổ. Bắc Xuyên Tú nói không sai, bọn hắn trở về nguyên nhân thực sự là linh tổ. Nhưng coi như bọn họ đạt được linh tổ, có thể giữ được sao? Giữ hồ được sao? Người nhất định là không giữ được, ai đạt được nàng, sẽ trở thành Dương Diệp kế tiếp, bị vô số người nhìn chằm chằm. Lúc này, Bắc Xuyên Tú lại nói. Chư vi kỵ đừng quên, đám người tung hoành đạo đã liên thủ, mà mục tiêu của bọn hắn cũng là linh tổ. Cho nên tại hạ đề nghị, năm tộc ta liên thủ, cũng chỉ có năm người chúng ta liên thủ, mới có thể Tekaren giành với những cường giả kia một lần. Liên thủ. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Một bên, Lạc Ly Minh đột nhiên cười nói. Bắc Xuyên Tú nói có lý, nếu mục tiêu của chúng ta là linh tổ, vậy không thể không liên thủ, dù sao các lão quái vật trong Vĩnh Hằng Chi Hà, cũng không phải dễ đối phó. Trừ lần đó ra, còn có Thái Thượng Giáo chưa lộ diện. Ta không tin giáo này đối mặt một vị linh tổ còn có thể không động tâm, chỉ cần động tâm, bọn hắn sẽ rời núi. Cho nên bất kể là vì linh tổ, hay vì lý do an toàn, ta cảm thấy đều nên liên thủ, năm người liên thủ, coi như không đoạt được linh tổ, nhưng muốn bảo vệ toàn thân rút lui, vẫn có thể làm được. Toàn thân rút lui. Nghe được câu này, trong lòng mọi người đều đã có quyết định. Lúc nào động thủ? Việt Câu hỏi. Bắc Xuyên Tú cười nói. Chúng ta tự nhiên không thể động thủ, hiện tại với chúng ta mà nói, tĩnh quan kỳ biến mới là tốt nhất. Dù sao hiện tại ai xuất thủ trước, người đó sẽ trở thành Dương Diệp kế tiếp, bị mọi người nhìn chằm chằm mà thôi. Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy? Việt Câu hỏi. Bắc Xuyên Tú khẽ lắc đầu. Khẳng định có người chờ không được, ví dụ như những thủ giới giả kia. Dương Diệp tru sát mấy vị thủ giới giả, một hơi này, bọn hắn cao cao tại thượng quen. Làm sao có thể nhịn được? Thủ giới giả. Sự tình Dương Diệp tru sát thủ giới giả, đã không phải bí mật gì, đối với cách làm của Dương Diệp, kỳ thật mọi người cũng có chút khiếp sợ, bởi vì coi như là bọn hắn năm đó, cũng phải cho những thủ giới giả này ba phần mặt mũi, nhưng Dương Diệp khen ngược, trực tiếp giết. Ngoan độc a. Lúc này, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nhìn về phía bên phải. So sánh với thủ giới giả, ta càng hiếu kỳ vị kia. Ở trong một vùng núi, trong dãy núi này có một đống hoang tàn này đúng là di chỉ tiên phủ. Lúc trước bị Thiên Tú hủy diệt. Giờ phút này, trên phế tích đứng một nữ tử mặc váy trắng. Tổ sư tiên phủ Dịch Thủy Hàn. Nữ tử váy trắng này chính là Dịch Thủy Hàn năm đó một tay sáng lập tiên phủ. Trên phế tích, hai mắt Dịch Thủy Hàn chậm rãi đóng lại, một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể nàng tản ra, rất nhanh, cỗ lực lượng này lan về bốn phía. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua vô số giới. Như đang tìm cái gì? Qua hồi lâu, cỗ lực lượng này đột nhiên rút về trong cơ thể, Dịch Thủy Hàn mở mắt, nàng nhìn lướt qua bầu trời, trong mắt lạnh như băng. Dù tận chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Mà ở một chỗ rất xa xôi, đây là một thế giới mịt mờ, một tiểu nữ hài đang chậm rãi đi về phía trước, như cảm nhận được cái gì, tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại, khóe miệng nhếch lên. Khinh thường. Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn cây cầu phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi đến. Thời gian dần trôi qua, bóng lưng tiểu nữ hài dần dần mơ hồ. Vĩnh Hằng Chi Giới, Nam Ly Tộc. Một nữ tử cùng một mỹ phụ đối lập mà ngồi. Nữ tử là Nam Ly Mộng, mà mỹ phụ kia, là tổ tiên Nam Ly gia, cũng chính là Nam Ly Âm lúc trước mang theo Nam Ly Tộc đi vào Vĩnh Hằng Chi Giới. Nhìn Nam Ly Mộng. Trong lòng Nam Ly Âm có chút phức tạp. Nam Ly gia ở sau nàng, rất ít xuất hiện thiên tài kinh diễm, thật vất vả xuất hiện một người, nhưng lại thích làm chuyện tình không có ý nghĩa, không dùng gia tộc làm trọng. Qua hồi lâu, Nam Ly Âm đột nhiên mở miệng. Linh tổ, đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội, không thể buông tha. Nam Ly Mộng không nói gì, nàng đứng lên, quay người rời đi, thời điểm đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại. Lúc nữ nhân kia rời đi, từng nói với ta một câu, nếu hắn và linh tổ gặp chuyện không may, nàng sẽ để cho tất cả người có liên quan chôn cùng. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó lại nói. Nàng không nói đùa, hơn nữa nàng có thể làm được. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dù sao cũng là một trong 10 đại thể chất, hơn nữa còn là tự mình tu luyện ra được, nghịch cải phàm thể. Thần vũ giới.
Thông qua vạn giới đồ truyền tống, Dương Diệp rất nhanh đi tới thần vũ giới, tốc độ truyền tống thực để cho Dương Diệp kinh hãi. Bất quá địa phương truyền tống, để cho Dương Diệp có chút nhức cả trứng. Giờ phút này vị trí của hắn là ở trên một diễn võ tràng rộng rãi, chuẩn xác mà nói là ở trên đài tỷ võ, chung quanh hắn tụ tập rất nhiều người, giờ phút này, những người kia đều đang nhìn hắn. Mà ở đối diện, đứng một nữ tử tay cầm trường kiếm. Giờ phút này, nữ tử kia cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp quét nhìn xung quanh, cuối cùng hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt mình, vóc người của nữ tử rất đẹp, đặc biệt là chân, rất dài, rất trắng, bởi vì nữ tử chỉ mặc quần đùi bằng da, nên cặp chân dài không giữ lại chút nào lộ ở trong không. Khí. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chư vị, quấy rầy, nói xong, hắn xoay người muốn đi, đúng lúc này, nữ tử trên đài tỷ võ đột nhiên mũi chân điểm nhẹ, trong chốc lát, một đạo kiếm quang hình cung vọt đến trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang tản đi, nàng kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cung Nguyệt phổ chiếu. Trong chàng có người kinh hô. Không nghĩ tới Xê Diệp sư tỷ tu luyện Cung Nguyệt phổ chiếu đến loại trình độ này, lợi hại, thật lợi hại. Phải a, Diệp sư tỷ là thiên tài kiệt xuất nhất của Chi Bắc Tông chúng TK. Người này cũng dám lên đài khiêu chiến Diệp sư tỷ, hắn. Ồ, người này thật lạ mặt, chưa thấy qua hắn a. Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Người tên gì? Dương Diệp cười cười. Chỉ là một cái ngoài ý muốn, cáo từ. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp phóng lên trời, ở trên đài tỷ võ. Nữ tử ngây cả người, sau một khắc, nàng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, đuổi theo Dương Diệp. Trong đám mây, phát giác được nữ tử theo tới, Dương Diệp nhíu mày, hắn ngừng ngay tại chỗ, lúc này nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, có việc. Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút. Ngươi là kiếm tu. Dương Diệp gật đầu, khóe miệng nữ tử nhếch lên. Kiếm tu, ở thần vũ đại lục, tu kiếm cũng không nhiều. Đến, hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, có thể chỉ điểm ngươi một chút. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nữ tử lại nói. Đến, xuất kiếm với ta, để cho ta nhìn xem tạo nghệ kiếm đạo của ngươi. Không cần a, không cần. Nữ nhân có chút ngẩn người, sau đó cả giận nói. Tiểu tử, ngươi có biết, này với ngươi mà nói là một thiên đại kỳ ngộ hay không? Đừng nói nhảm, đến, để cho ta nhìn xem. Kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu? Dương Diệp do dự một chút, sau đó hắn bước ra một bước, một thanh kiếm đã chống đỡ ở mi tâm nữ tử. Nữ tử hóa đá. Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi, đúng lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nữ tử nhìn Dương Diệp hành lễ thật sâu. Không nghĩ tới tiền bối là chân nhân bất lộ tướng, là tiểu nữ ánh mắt phụng về. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Ngươi tên gì? Nữ tử vội vàng nói. Diệp Tiểu Điềm, Chi Bắc Tông chính là nhà của ta. Nói đến đây, trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dương Diệp. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, cái kia, nếu không đi Chi Bắc Tông ta ngồi một chút được không? Chi Bắc Tông. Dương Diệp nhìn xuống dưới, sau đó nói. Chi Bắc Tông rất lợi hại phải không? Lợi hại a. Diệp Tiểu Điềm nói. Chi Bắc Tông, ở trong phạm vi 1 triệu dặm này, là đệ nhất tông môn, cha ta càng là cường giả phá giới. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái kia, tiền bối, ngươi cũng là cường giả phá giới cảnh sao? Dương Diệp cười nói. Đạo chân cảnh. Không có khả năng. Diệp Tiểu Điềm nhảy lên. Cường giả đạo chân cảnh ở trước mặt ta, một chiêu cũng không tiếp nổi, tiền bối ngươi sao có thể là đạo chân cảnh? Theo ta thấy. Tiền bối người ít nhất là cường giả nhất giới. Dương Diệp lắc đầu. Không nói cái này, cha của ngươi là Chi Bắc Tông tông chủ, đúng không? Diệp Tiểu Điềm gật đầu. Làm sao vậy? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Hắn đến thần vũ giới, mục đích là tìm An Nam Tĩnh, nhưng giờ phút này hắn căn bản không liên lạc được An Nam Tĩnh, biện pháp duy nhất chỉ có tìm người hỗ trợ. Nghe được lời của Dương Diệp, Diệp Tiểu Điềm có chút do dự, lúc này Dương Diệp cười nói. Làm sao vậy? Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối tìm cha ta làm gì? Dương Diệp cười nói.
xem hắn có thể giúp ta một chuyện hay không, đương nhiên, không phải là giúp đỡ không công, ta sẽ cho chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi khó xử, coi như ta chưa nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, dù sao nàng nói. Ta mang tiền bối đi tìm cha ta, tiền bối có thể chỉ điểm kiếm đạo cho ta hay không? Dương Diệp mỉm cười. Tự nhiên không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Tiểu Điềm nhoẻn miệng cười. Tiền bối, mời. Dương Diệp nhẹ gật đầu, được Diệp Tiểu Điềm dẫn dắt, Dương Diệp đi tới Chi Bắc Tông, hắn quan sát bốn phía, Chi Bắc Tông này không tính quá lớn, nhưng cũng không tính nhỏ. Bất kể nói thế nào, nếu như có thể mời được Chi Bắc Tông hỗ trợ, với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Diệp Tiểu Điềm mang theo Dương Diệp đi tới trước đại điện, bất quá ở cửa đại điện, hai người bị ngăn cản. Ngăn hai người chính là một lão giả áo đen. Diệp Tiểu Điềm nói. Mặc bá, ta muốn gặp cha. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tiểu Điềm. Nhà đầu, hiện tại cha ngươi đang gặp khách nhân, không thể quấy nhiễu. Khách nhân? Diệp Tiểu Điềm nhíu mày. Khách nhân nào? Lão giả áo đen cười nói. Tông chủ của Thương Hành Tông. Diệp Tiểu Điềm do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Không có việc gì, ta có thể đợi. Diệp Tiểu Cô Điềm đang muốn nói, lão giả áo đen đột nhiên hỏi. Vị này là... Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Diệp Tiểu Điềm vỗ kỳ vàng nói. Này là... Bằng hữu. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ta là bằng hữu của Diệp Tiểu Tỷ. Bằng hữu. Diệp Tiểu Điềm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đúng, Mặc bá, hắn là bằng hữu của ta. Vừa nói, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đi tiểu viện của ta nghỉ ngơi một chút đi, chờ cha ta tiếp đãi khách nhân xong, chúng ta lại đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Được. Diệp Tiểu Điềm quay người rời đi, Dương Diệp nhìn lão giả áo đen kia khẽ gật đầu, sau đó đi theo. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Điềm dẫn Dương Diệp tới tiểu viện của nàng, tiểu viện không lớn, nhưng lại rất tinh xảo, hơn nữa bốn phía còn có mấy trận pháp. Diệp Tiểu Điềm giúp Dương Diệp mở cửa một gian phòng. Tiền bối, người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bên kia chờ, chờ cha ta và Thương Hành Tông tông chủ trò chuyện xong, ta liền thông chi ngươi. Dương Diệp cười nói. Vậy đa tạ. Diệp Tiểu Điềm nhếch miệng cười cười, xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Vừa rồi ta nhìn một chút, Chi Bắc Tông các ngươi tựa hồ không phải tông môn chủ tu kiếm, nhưng ngươi lựa chọn tu kiếm, vì cái gì? Diệp Tiểu Điềm dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, có chút hưng phấn. Bởi vì soái A, người suy nghĩ một chút, kiếm tu ngự kiếm trong sơn thủy, hành hiệp trượng nghĩa, gặp được ác nhân, rút kiếm chảm giết, sau đó tiêu sái ngự kiếm rời đi, người nói có phải rất tuấn tú hay không? Dương Diệp có chút im lặng. Tu kiếm, chỉ bởi vì soái. Diệp Tiểu Điềm cười cười. Tiền bối có phải cảm thấy ta rất ngây thơ hay không? Dương Diệp lắc đầu. Đây cũng không phải, một thanh kiếm, vạn loại kiếm đạo, nếu như ưa thích, liền đi làm, cố gắng tới cùng. Được Dương Diệp khẳng định, dáng tươi cười của Diệp Tiểu Điềm càng rực rỡ, nàng nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểu ra, ân, vãn bối cáo từ trước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong phòng, Dương Diệp lắc đầu cười cười, hành hiệp trượng nghĩa. Ý tưởng rất tốt. Nhưng đáng tiếc, sự thật tàn khốc a. Dương Diệp đang muốn đóng cửa, lúc này một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Đúng là Mặc bá kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo đen. Có việc gì sao? Lão giả áo đen quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tiểu thư là vị hôn thê của nhi tử Thương Hành Tông tông chủ. Vị hôn thê? Dương Diệp nao nao, sau đó cười nói. Các hạ sợ là hiểu lầm rồi, ta với nàng chỉ là bằng hữu rất bình thường. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Nhưng sợ là Thương Hành Tông không cho rằng như vậy, đặc biệt là vị hôn phu của tiểu thư. Vì lý do an toàn cho các hạ tốt nhất cách tiểu thư xa một chút cho thỏa đáng. Nói xong, lão giả áo đen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng, Dương Diệp lắc đầu, hắn đóng cửa lại, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Huyền Không Sơn Mạch,
giờ phút này, Tiểu Bạch đang ở chỗ Thái Cổ Chân Long, sau lưng nàng là Tiểu Ngưu, còn có Nhị Nha. Thái Cổ Chân Long muốn tăng lên rồi. Lúc trước sau khi Thái Cổ Chân Long đánh một trận, thì có khuynh hướng tấn thăng. Tiểu Bạch, Nhị Nha còn có Tiểu Ngưu ở một bên nhìn Thái Cổ Chân Long, quanh người Thái Cổ Chân Long, khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, hình thể của nó cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản hình thể của Thái Cổ Chân Long chỉ có 1000 trượng, giờ phút này theo khí tức càng ngày càng mạnh, hình thể càng lúc càng lớn, không chỉ như thế, một cỗ Long Uy xuất hiện bao phủ cả Huyền Không Sơn. Long Uy, không thể không nói, cỗ uy áp này cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là đối với Tiểu Ngưu huyết mạch tương đối thấp, kể cả Thái Cổ Lệ Hổ cũng cảm nhận được áp bách cực mạnh, đây là huyết mạch áp chế. Chỉ có Nhị Nha cùng Tiểu Bạch không có cảm giác nào. Thời gian dần trôi qua, thời điểm hình thể của Thái Cổ Chân Long đạt tới 2000 trượng, trên người nó tản ra khí tức chậm rãi yếu đi. Nhị giới. Con rồng này từ nhất giới biến thành nhị giới. Không chung, Dương Diệp đang muốn hiện thân, đúng lúc này, Thái Cổ Chân Long đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha, sau đó một cỗ long uy nghiền ép tới Nhị Nha. Ở trong mắt Thái Cổ Chân Long tràn đầy khiêu khích. Trả thù. Lúc trước nó thiếu chút nữa bị Nhị Nha ăn, thù này nó không có quên. Hiện tại thực lực tăng nhiều, chuyện thứ nhất chính là muốn báo thù. Phía dưới, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, con rồng này muốn làm gì? Mà một bên, Tiểu Ngưu lắc đầu, lui đến sau lưng Tiểu Bạch. Mà bên cạnh Tiểu Bạch, khi Nhị Nha nhìn thấy Thái Cổ Chân Long khiêu khích, nàng thè lưỡi ra liếm mứt quả, sau đó đưa mứt quả cho Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu vội vàng tiếp nhận mứt quả, nó vốn định nói giúp vài câu. Nhưng khi thấy nét mặt của Nhị Nha, nó quyết đoán ngậm miệng, tự gây nghiệt a. Không chung, một cái móng rồng của Thái Cổ Chân Long bay thẳng đến Nhị Nha. Phía dưới, Nhị Nha liếm môi, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Nhìn Thái Cổ Chân Long, Nhị Nha giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn. Âm thầm, Dương Diệp và Kiếm Kinh đều không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thân phận chân thật của Nhị Nha. Tiểu Nha đầu này, cuối cùng có lai lịch gì? Dương Diệp và Kiếm Kinh đều rất tò mò. Xa xa, Long Chảo đã tới đỉnh đầu của Nhị Nha, Long uy cường đại quả thực có thể phá hủy hết thảy. Ngay lúc này, hai tay Nhị Nha đột nhiên cong thành chảo, sau một khắc, ở trong ánh mắt của mọi người, chân phải Nhị Nha đạp mạnh, cả người phóng lên trời, thoáng qua, một tiểu chảo đánh vào chảo tâm của Thái Cổ Chân Long. Cái móng nhỏ này so sánh với Long Chảo kia, giống như móng vuốt con kiến so với nhân loại, buồn cười và hoang đường. Nhưng chính là cái móng vuốt nhỏ ấy, cứng rắn chặn lại Long Chảo, không chỉ như thế, trong khoảnh khắc đó, trên người Thái Cổ Chân Long tản mát ra Long Uy đều bị phá hủy sạch sẽ. Không phải phá hủy, là thôn phệ. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, Thái Cổ Chân Long tản mát ra Long Uy đều bị Nhị Nha thôn phệ. Cùng lúc đó, Long Chảo của Thái Cổ Chân Long đột nhiên rách nát ra. Trong lòng Thái Cổ Chân Long kinh hãi, muốn lấy lại Long Chảo, nhưng lúc này... Chân phải của Nhị Nha đột nhiên lăng không đạp một cái, thoáng qua, cả người nàng dùng một độ cong hoàn mỹ vứt lên, đi thẳng tới trước mặt Thái Cổ Chân Long. Nàng cứ như vậy mặt đối mặt nhìn Thái Cổ Chân Long, bị Nhị Nha nhìn chằm chằm, Thái Cổ Chân Long có chút sợ. Bất quá thời điểm này nó rất rõ ràng, cầu xin tha thứ nhất định là vô dụng, chỉ có đánh. Là quang vinh hay nhục nhã, phải nhìn trận chiến này. Thái Cổ Chân Long hét giận dữ. Trực tiếp dùng đầu của nó đụng về phía Nhị Nha, lực trùng kích cường đại làm cho toàn bộ bầu trời rung động kịch liệt. Nhưng Nhị Nha không tránh không né, nhắm Thái Cổ Chân Long vung một quyền. Một quyền này, cứng rắn bức ngừng thế công của Thái Cổ Chân Long, không chỉ như thế, trong nháy mắt nắm đấm của Nhị Nha đánh vào Thái Cổ Chân Long, lân phiến quanh người Thái Cổ Chân Long nổ bể ra. Máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy máu tươi, Nhị Nha hưng phấn lên, phải nói điên cuồng. Thân hình của nàng lấp lóe, đi thẳng tới trên lưng Thái Cổ Chân Long, sau đó hai đấm như mưa rơi vào trên người nó. Bành 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 bành. Mỗi một quyền của Nhị Nha, hình thể của Thái Cổ Chân Long sẽ biến nhỏ một phần. Mới đầu Thái Cổ Chân Long cũng không phải không phản kháng, nhưng tiếc là, mặc kệ nó phản kháng như thế nào, ở trước mặt nắm tay nhỏ của Nhị Nha, đều là phí công. Theo Nhị Nha từng quyền rơi xuống, hình thể của Thái Cổ Chân Long càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa toàn thân trải rộng vết thương. Không đến một hồi, Thái Cổ Chân Long khôi phục hình dạng bình thường, đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên thu hồi nắm đấm, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, nàng há mồm khẽ hấp.
Thái cổ chân long bị hút tới trong bụng nàng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp và Kiếm Kinh đại biến, kể cả Tiểu Bạch cũng bối rối, thực ăn. Ăn ngon sao? Mà Tiểu Ngưu ở một bên thì nhìn tê cả da đầu. Dương Diệp và Kiếm Kinh hầu như trong cùng một lúc xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, chứng kiến Dương Diệp và Kiếm Kinh, Nhị Nha trừng mắt. Dương ca ca hảo, Kiếm Kinh tỷ tỷ hảo. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhị Nha, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, tiểu hài tử nghịch ngợm, giáo huấn một chút là được rồi, người nói đúng không? Nhị Nha cười nói. Giáo huấn cái gì a, trực tiếp ăn, sau này nó sẽ không nghịch ngợm nữa, người nói có đúng hay không? Dương Diệp cười khổ. Nhị Nha, người cho Dương ca ca chút mặt mũi, tha cho nó một lần đi. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đi tới trước mặt Nhị Nha, tiểu chảo sờ soạng bụng nhỏ, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, biểu tình kia là đang hỏi ăn ngon không? Dương Diệp vỗ mông của Tiểu Bạch một cái, lúc này còn hỏi Nhị Nha ăn không ngon. Ngươi là không có tim không có phổi cỡ nào a? Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó nàng nhìn về phía Nhị Nha, tiểu chảo chỉ bụng của Nhị Nha, tỏ vẻ không nên ăn nó. Nhị Nha nhếch miệng, nhưng ta ăn mất rồi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó trong tiểu chảo nàng xuất hiện một cây kẹo hồ lô. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ, nàng cầm mứt quả liếm liếm, sau đó phun một cái, một vệt kim quang từ trong miệng Nhị Nha bay ra. Thái cổ chân long bị Nhị Nha nôn trên mặt đất. Giờ phút này, thái cổ chân long có thể nói cực kỳ thực thảm, toàn thân trải rộng vết thương, lân phiến không có một cái tốt, trừ lần đó ra, nó không biết ở trong cơ thể Nhị Nha gặp cái gì, cả người hấp hối. Nếu như lại muộn một chút, phỏng chừng nó chỉ có thể ra bằng đường hậu môn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha này là thật muốn ăn thái cổ chân long à. Nàng không phải đùa. Dương Diệp ngược lại không có trách Nhị Nha, phải biết Nhị Nha không phải nhân loại, không thể dùng tiêu chuẩn loài người để cân nhắc nàng. Ở trong yêu tộc, đại yêu cường đại tuyệt đối không cho phép yêu khác khiêu khích mình. Mà sự tình dùng yếu khiêu khích mạnh này, không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Thái cổ chân long chính là tìm đường chết trong đường chết rồi. Đương nhiên, Dương Diệp cũng hiểu con rồng này, dù sao cũng là thái cổ chân long, bị bắt nạt như vậy, nó tự nhiên sẽ phản kháng. Đáng tiếc, Nhị Nha lợi hại hơn. Nhị Nha liếm mứt quả, nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi không cho ta ăn ra hỏa này, vậy có thể tìm cho ta chút đồ ăn khác hay không? Mứt quả căn bản ăn không đủ no. Ăn không đủ no. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó nói. Nhị Nha, ngươi thích ăn yêu thú. Nhị Nha vội vàng gật đầu, nàng chỉ thái cổ chân long. Giống như nó, loại này ăn rất no bụng, còn ăn thật ngon, sau khi ăn xong còn có thể trở nên mạnh mẽ, nếu không, Dương ca ca, ngươi để cho ta ăn nó đi. Một bên, thân thể thái cổ chân long co quắp, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Dương Diệp cười khổ. Nhị Nha, ngươi không thể đói bụng liền muốn ăn người khác, ngươi nói có đúng hay không? Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta không ăn chúng, ta sẽ rất đói nha. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua con rồng kia, sau đó nói. Hơn nữa, ta cảm thấy, chúng sinh ra là để cho ta ăn. Dương Diệp. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch trừng mắt, nàng nhìn thoáng qua thái cổ chân long, đây là cho Nhị Nha ăn. Kỳ thật nàng rất ngạc nhiên, hiếu kỳ thái cổ chân long thật sự ăn ngon như vậy sao? Có nên thử một chút hay không? Nếu như để cho thái cổ chân long biết ý nghĩ của Tiểu Bạch, nó phỏng chừng sẽ bị sợ chết, mà không phải dọa ngất. Tiểu Bạch ăn, đó là ăn linh, còn kinh khủng hơn Nhị Nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.